Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng ngon sóng và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần phần thứ nhất là Lê cùng với các anh chị em chúng ta sẽ view lại kịch bản tất cả những cái kịch bản phân tích về thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua phần thứ hai À, thì chúng ta sẽ đi uh, view các cái nhóm ngành cơ bản, các cái uh, nhóm ngành mà hiện tại đang hút dòng tiền và tất cả những cái mã cổ phiếu uh, tốt nhất uh, có thể thì chúng ta sẽ đi phân tích uh, một số các cái nhóm cơ bản như vậy. Và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài ý để chúng ta uh, phân tích nhận định uh, xu hướng thị trường uh, tuần thứ tư của tháng 10, tức là tuần cuối cùng của tháng 10 sau cái tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh, sau cái tuần mà các quỹ ETF cơ cấu vậy thì tuần giao dịch mới của chúng ta sẽ có những cái những cái yếu tố tác động nào thì có thể tác động lên thị trường của chúng ta thì chúng ta sẽ có một vài các cái ý để chúng ta phân tích. Kết thúc kết thúc phiên giao dịch ngày 15 tháng 10 thì hùng đã ra bản tin video số 100 177 trong đó phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam tuần thứ 3 Uh, thị trường sẽ test các cái vùng kháng cự ví dụ VN30 và Phái sinh ở vùng 1490 điểm đối với chỉ số index ở vùng 1380 điểm. Uh, chúng ta sẽ tập trung vào uh, các cái mã ngành uh, thứ nhất đó là ngành gỗ, thứ hai đó là các cái nhóm cổ phiếu của ngành đầu tư công. Thứ ba đó là các cái nhóm của bất động sản khu công nghiệp và uh, và nhóm xe lắp và nhóm cao su. Và một số các cái mã cổ phiếu penny à, rất là đẹp trong thời gian vừa qua thì cũng đã có phân tích cho các anh chị em của chúng ta rồi. Thì uh, cùng với đó thì uh, chúng ta có thêm uh, những cái gọi là những cái phân tích cơ bản uh, tóm lược lại ở trên team Zalo. Thì uh, chúng ta nói đến cái chỉ số Dow Jones thì trong thời điểm hiện tại các anh chị em của chúng ta sẽ quan tâm đến chỉ số này ở trên góc độ đó là uh, góc độ ở đó đó là gọi là góc độ hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Các anh chị nhé hỗ trợ về mặt kỹ thuật thì chúng ta sẽ nói đến chỉ số Dow Jones. Chỉ số Dow Jones ở đây đó là chúng ta sẽ quan tâm đến ngưỡng 33.000 đến ngưỡng 34.000 điểm. Đó là những cái ngưỡng hỗ trợ về mặt kỹ thuật rất là quan trọng của chỉ số này. Và nhìn chung thì trong tuần vừa qua chỉ số Dow Jones đã ngay lập tức sau khi nó chạm những cái vùng hỗ trợ sâu ở dưới này thì nó đã có cái sự bật lên rất là mạnh mẽ và điều này nó sẽ ủng hộ cái xu hướng ổn định của thị trường chứng khoán Việt Nam. Uh, chỉ số dow jones future cũng như vậy uh, sau khi nó chạm mốc 33.500 điểm ở đây thì nó đã dần hồi phục và hiện tại thì nó cũng đang lấy lại cái vùng tiềm cận ở đỉnh cũ nó rất là quan trọng uh, cái yếu tố thứ hai đó là yếu tố về giá dầu thì đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng giá dầu của chúng ta đã đạt đến một cái kháng cự 82 đô trên một thùng và đã có một tuần gần như nó đang đi ngang test lại ở quanh những cái vùng này thì giá dầu cũng là một cái yếu tố kỹ thuật để chúng ta uh, có những cái đánh giá uh, tiên lượng đối với cả nhóm P. Ngoài ra thì các anh chị có thể quan tâm đến Bitcoin hoặc là quan tâm đến vàng thì nó đều có các cái chác kỹ thuật mà chúng ta sẽ không phân tích thêm. Uh, 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 cuối cùng thì chúng ta nói đến uh, các cái tuần Uh, gọi là có cái đánh giá về cái tuần giao dịch vừa qua đó là các cái quỹ cơ cấu cùng với đáo hạn hợp đồng phá sinh vì vậy nên là thị trường của chúng ta cũng sẽ có uh, khá nhiều các cái biến động nên đấy là một trong những yếu tố mà chúng ta cũng cần phải hết sức quan tâm và chúng ta tiếp tục đánh giá cái vùng uh, gọi là vùng hỗ trợ kỹ thuật uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật uh, của thị trường đó là uh, nó đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì chắc chắn là nó sẽ... Uh, test lại cái mốc 1490 điểm và nếu những cái mốc này một mà bị phá thì ông Lê có tính toán tiếp vùng 1475 điểm đó là đối với chỉ số VN30 và chỉ số phá sinh đối với chỉ số index thì chúng ta sẽ có một ngưỡng test kỹ thuật đó là vùng 1380 đến vùng 1385 mươi 85 điểm đó là vùng bề đỡ của xu hướng ở thị trường và nếu khi cái mốc này mà bị phá vỡ thì chúng ta cần phải tính toán về vùng 1360 đến 1370 À, còn đối với kháng cự tuần thì hùng vẫn lấy kháng cự tuần của giao dịch tuần cũ để chúng ta lấy à, cái 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 tuần mới này là 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 là, là cái kháng cự của tuần cũ để chúng ta đưa vào kháng cự của tuần mới. À, vì sao lại như vậy thì ngay từ cái cái đầu thì hùng có nói đến một cái câu chuyện tức là cũng ở cái khúc sông này. Đó các anh chị có nhớ lại ở cái khúc sông ở 1510 đến 1520 điểm thì à, rất nhiều nhà đầu tư đã phải bỏ khỏi thị trường chứng khoán và rất nhiều nhà đầu tư đã mất rất nhiều quần áo, giày, dép, dép tông, dép tiếc gì là ông Mr. thị trường là ông cuốn đi hết Đấy thì uh, chính vì cái câu chuyện như vậy nên là Hùng Lê vẫn tiếp tục lấy uh, Các anh chị có thể nhìn thấy đây Hùng vẫn tiếp tục lấy cái vùng kháng cự mạnh của thị trường của chúng ta đó là vùng 1510 đến vùng 1520 điểm ở đây Đây chính là cái vùng những cái vùng kháng cự rất mạnh đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì các anh chị có thể nhìn thấy là trong tuần vừa qua đó, nó lên được vùng 1115 là đều bị đạp xuống hết. Đó, đều bị đạp xuống hết. Chúng ta nhìn sang biểu đồ phái sinh ở đây. Thì chúng ta cũng thấy rằng là trong một cái tuần vừa qua đây, đó các anh chị thấy đây là điểm kết tuần. Đó, chúng ta làm một cái sọc này để chúng ta uh, chúng ta chúng ta viết cho nó dễ nhớ. Và đây là nó chạm về vùng 1520 đây các anh chị, bị đạp này rồi sau đó lên được một điểm ở vùng 1515 điểm. Và thị trường của chúng ta đều bị đạp xuống lại Thì đấy là những cái vùng kháng cự rất mạnh của thị trường Phải nói là như vậy Đối với chỉ số index cũng hoàn toàn tương tự như vậy Các anh chị có thể nhìn thấy đây Tức là chúng ta tiếp tục lấy cái vùng kháng cự cũ Đó là vùng 1.400 đến vùng 1.402 điểm 1 điểm làm vùng kháng cự của thị trường Thì các anh chị thấy đây Lần 1, 2, 3, 4, 5 trong tuần vừa qua thì chỉ số index của chúng ta 5 lần công về vùng 1.400 đến vùng 1.402 điểm và cả 5 lần này thì thị trường của chúng ta đều bị đạp sọt liền sau đó. Các anh chị lưu ý như vậy. Và đối với vùng hỗ trợ kỹ thuật thì cũng có lấy cái vùng hỗ trợ của index ở vùng 1380. thì trong tuần vừa qua một lần index của chúng ta đạp về vùng 1380 và sau đó thì có một cái lực long lại rất là nhanh ở đằng sau sau đó tức là những cái phút cuối của của phiên giao dịch ngày 20 ngày 20 tháng 10 và hiện tại thì đang lình khừng ở khoảng vùng 1385 đến khoảng vùng 1390 đúng không ạ? Đối với chỉ số phái sinh thì hôm nay có tính toán đến cái vùng test kháng cự ở vùng 1500 à 1490 điểm ở đây các anh chị thì có một lần về đến vùng 1490 và trong phiên kết tuần thì chỉ số này đã có lúc phá vỡ vùng 1490 điểm nhưng kết tuần thì nó vẫn công lại được vùng 1492 tức là đóng cửa ở trên ở cái vùng test kháng cự tuần của chúng ta ở đây là vùng hai điểm đó còn đối với chỉ số vn30 đó chúng ta thấy rằng là chúng ta có hai điểm test kỹ thuật ba điểm test kỹ thuật ở trong tuần vừa qua và đối với chỉ số vn30 thì nó đang bị mất ở vùng 1490 đấy là một cái yếu tố kỹ thuật mà cuối bản tin chúng ta sẽ đi phân tích thêm thì đấy là cái bức tranh toàn cảnh mà chúng ta dự báo một cái khung một cái khung của thị trường và uh, như một số các anh chị có nói rằng là cái khung này để làm gì thì cái khung này nó rất là quan trọng nó giống như một cái đoàn tàu các anh chị nó giống như một cái đoàn tàu đi trên một cái đường ray và khi chúng ta có một cái đường ray đúng thì đoàn tàu sẽ đi đúng ok và chúng ta sẽ uh, rất là an toàn trên cái toa tàu đó đúng không ạ và trên cái đoàn tàu đó có rất nhiều toa tàu thì các anh chị cứ tưởng tượng là mỗi một mã cổ phiếu chúng ta nắm nó là một cái cái toa tàu đi đó, ví dụ chúng ta nắm 10 mã cổ phiếu thì chúng ta đang kéo 10 cái toa tàu đi trên một cái đường ray và cái đường ray đó chính là xu hướng tổng thể của thị trường. Cái khung tổng quan của thị trường mà chúng ta nắm được cái khung đó và chúng ta phân tích được, dự báo được cái khung đó thì uh, thì thì chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ đi rất là an toàn. Nhưng khi cái khung thị trường đó chúng ta không dự báo được, không bám sát được thì chúng ta sẽ đi không biết là chúng ta đang đi về đâu. Cái câu chuyện nó là như vậy đó chúng ta phải định vị được là chúng ta đang đứng ở điểm nào trên cái biểu đồ tâm lý của thị trường ừ, cái đấy rất là quan trọng các anh chị nhé đó và khi chúng ta làm đúng làm chúng làm đủ được cái điều đó rồi thì cái việc mà lựa chọn cổ phiếu thì nó lại quá là đơn giản đó còn để lọc ra các cái mã cổ phiếu đẹp các cái mã cổ phiếu mà có điểm mua thì uh, phùng lê thường là phân tích ở trên nhóm và sau đó thì cũng sẽ uh, có những cái uh, phân tích rất là chi tiết từng các cái điểm mua từng các cái điểm mua cụ thể đó ví dụ như vùng giá vốn giá ở bao nhiêu đó thì nôm na nó là như vậy thì chúng ta sẽ uh, có thêm uh, có thêm một cái, cái 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 thông tin tham khảo từ phía ông lê và từ đó thì các anh chị em sẽ có những cái tổng hợp đó đó, đó sẽ có những cái tổng hợp đó, idc ví dụ như vậy tầm nhìn trung hạn ngay từ đầu tuần đã có những phân tích và bản thân cổ phiếu idc ví dụ như vậy chúng ta đã có một cái hành trình rất là dài rất là dài đối với mã cổ phiếu đó rồi, bây giờ thì uh, phần thứ hai chúng ta sẽ đi phân tích một số các cổ phiếu rất là cơ bản của thị trường của chúng ta các anh chị nhé, Chúng ta sẽ bắt đầu đi uh, view lại. Vix thì nhìn chung là tích cực, đúng không ạ? Sau một uh, cái nhịp đẩy lên ở đây và Vix đã quay về trả cung đúng theo dự báo của ông Lê và hiện tại thì Vick đang đi ở biên 90 đến khoảng biên 92 Đây là một cái biên tích lũy rất là tích cực Và các anh chị có thể nắm giữ thêm các cái vị thế Và trong trường hợp nếu như lực cầu của Vick quay trở lại uh, Trên khoảng 3 triệu cổ phiếu Thì chúng ta có thể uh, và giá vượt thoát cái vùng 92 cộng ở đây Có thể cân thêm Vinhome đang đi trả về cung Nhưng mà cái điểm trả cung này của Vinhome nhìn chung Nó chưa được tích cực lắm Khi mà đường dòng tiền vẫn đang có những cái xu hướng đi ngang như này Thì khả năng Vinhome chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở khoảng Vùng 78 đến khoảng vùng 78.5 VRE trong ngắn hạn thì uh, lực đánh thì cũng đang khá là ổn định Theo quan điểm cũng như vậy Và ngắn hạn thì có thể uh, cổ phiếu này sẽ đi về dự báo khoảng về vùng 32 32 thì hợp lý uh, ZAPICO uh, hiện tại thì nó đang đánh theo một cái hình xin Và cái hình xin này thì cũng có phân tích rồi Đó là vùng 165 là kháng cự. Vùng hỗ trợ kỹ thuật của Sabico đó là quanh vùng 153 và cổ phiếu này thì nó cũng đang gọi là nó chủ đạo là nó giữ nhịp thị trường thôi, nó kéo điểm số thôi. Chứ nó cũng không đáng để đầu tư. Vinamilk trong thời điểm hiện tại, chúng ta nói đến một cái hành trình của Vinamilk đang ở đây đó là hành trình tích lũy nền và các anh chị em nào mà ngắm đến Vinamilk đánh um, cho một cái tầm dự báo đằng sau đó thì các anh chị có thể bắt đầu gom đi. Và bản thân thì chúng ta đã phân tích cái điểm GOM của Vinamilk rất là sớm các anh chị nhá Từ điểm mà uh, từ đây từ cái cái tuần nào thì hùng cũng không có nhớ bởi vì trong khi mà chúng ta để mua được một cái mã cổ phiếu nó 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 mất nhiều thời gian lắm các anh chị trong phải một ngày hai ngày là chúng ta mua được đâu và từ cái vùng các anh chị lưu ý cho hùng lê đó là vùng từ từ vùng 85 đến vùng 86 ở đây đó là vùng mà đã bắt đầu khuyến nghị các nhà đầu tư ở uh, gom cổ phiếu vinamilk và chúng ta chờ Vinamilk đánh thoát, vượt thoát vùng 90, 94 ở đây, đó, ta vẽ cái dấu nhân này, đó, để chúng ta đánh dấu. Khi nào cổ phiếu Vinamilk đánh vượt thoát vùng 94 ở đây thì đấy là cái dấu hiệu mà Vinamilk sẽ bắt đầu vào quần quay. Và khi đấy thì lại không còn mua nữa, đó, chúng ta mua tích lũy chứ chúng ta không mua vào những cái điểm mà nó đã chạy tít mù để ới anh ơi có mua được không? Ai mà mua được nữa? Gtn cũng trên góc độ kỹ thuật như vậy, à, có những cái vùng phân tích. Uh, rất là sâu ở đây rồi Chúng ta không nói thêm Ngắn gọn là bây giờ vùng 18, 18.3 M, MCM MCM xem nào Con này thì uống sữa Và như vậy là sau khi đạt được cái target 7X Thì đang dự báo xu hướng chỉnh đây Đang dự báo xu hướng chỉnh Chắc chắn là chạm về 7X nó sẽ chỉnh Và khả năng sẽ rơi vào về khoảng vùng 65 Ở VDC VDC đây rồi, cướp ở vùng 135 các anh chị và ngắn hạn thì nó sẽ quay về chỉnh quanh 130. SVN nhìn chung thì cũng chưa có nhiều các yếu tố đột biến đâu. Đang có thấy khôi phục đường bay nội địa nhưng mà cũng chưa thể mà có lợi nhuận ngay được đâu. 25 đến vùng 26. Bởi vì để đáp ứng được cái điều kiện bay nó cũng khá là khó khăn đúng không ạ? Và mọi người, ít nhất là mọi người cũng hạn chế du lịch thì không đi. Rồi chỉ có những việc gì rất là quan trọng thôi thì mọi người mới đi thứ hai nữa là kinh tế khó khăn thì tiền đâu mà đi máy bay. ACV uh, uh, vẫn đang uh, phân tích một cái trang kỹ thuật và dự báo nhịp này sẽ đi lên khoảng vùng 92. AST nhìn chung là xấu rồi. Uh, phiên kỹ thuật ngày hôm nay nó không bứt thoát được trong cả một tuần vừa qua và gần như nó quay quay võng xuống như này, tức là một cái đòn gánh mà nó bị võng xuống như này thì nó sẽ rất là xấu khả năng thì cổ phiếu này sẽ test lại vùng 56 gãy vùng 56 thì nó sẽ đi về sâu sâu ở thế này một tí họ man san chúng ta phân tích MSN man san MSN đây kháng cự của nó 150 và đang dự báo chỉnh và nhìn chung thì đang có tuần này là nó đang đi ở 140 nhưng khả năng 140 này khó đỡ xu hướng cao thì 135 đang sẽ nó là sẽ cái vùng nó ổn định hơn MML một cổ phiếu được uh, khuyến nghị ở góc nhìn trung hạn Từ những cái vùng phân tích rất sâu ở dưới này Từ vùng 4550 uh, Nâng target của em này lên 100 Tức là nó cổ phiếu này cũng đánh Nếu đánh đúng là gần nhân 100% tài khoản đấy đó Gần nhân 100% tài khoản uh, Tuy nhiên em này thì nó ở góc độ là chúng ta đánh lướt uh, đánh, đánh gọi là đánh cầm Gọi là cầm theo kiểu cổ đông chiến lược thì được Tức là nó cầm ở góc nhìn trung và dài hạn Bởi vì cái thanh khoản nó hơi thấp Nói thấp Nhìn chung thì có thể quay về vùng 85 Test cung tích lũy ở đây MSR trong giai đoạn hiện tại Chúng ta cực kỳ lưu tâm đến Ông này Tức là MSR sau một cái Gọi là một cái giai đoạn Những cái đường cong Mỹ Miền rất là đẹp ở đây Chúng ta đã, đã phân tích rất là dài Và gần như tất cả những anh chị em nào Mà theo những phân tích củng lê thì chắc chắn ăn Ăn tí đã luôn Và đến thời điểm hiện tại nó đang có một cái bước ngoặt một cái bước ngoặt xoay chuyển cục diện cổ phiếu này ở đây và nó có xoay được không thì chúng ta sẽ cần thêm dữ liệu nhưng nhìn chung khả năng cao là xoay thế thì để mà chúng ta đón cái xoay này á, thì chúng ta có thể cân đó 26 tức là những cái tài khoản nào mà đã bán hết rồi thì có thể quay lại để chúng ta bắt đầu canh bắt lại thăm dò lại ở vùng 25.5 vùng 26 ở đây Chờ lực cầu đánh lên khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu và giá vượt thoát lại vùng 27. Ok, chúng ta mở điểm mua hết và như thế là chúng ta có hoàn thành một cái điểm mua break ở đây và sau đó thì chúng sẽ phân tích target của cổ phiếu này. Trụ BVH như thế nào? Ok, BVH sau khi mà chúng ta có dự báo phân tích một cái target của nó ở đây ở vùng 63, các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần cũ nó có hết đấy các anh chị nhá. Những cái này nó có hết. À, bởi vì những cái gì Hùng đã nói thì Hùng sẽ nhớ à, và những cái gì chúng ta gọi là trên quan điểm là gì chúng ta không có có, có nói trước nói sau cái câu chuyện gì cả mà chúng ta đã nói như vậy thì bây giờ chúng ta nhắc lại để chúng ta nhìn nhận lại à nó có phải vùng kháng cự không à, chứ cũng không phải tài giỏi gì ở đây cả nó rất là bình thường nó là cái sự vận động bình thường của cổ phiếu thế thôi chứ không có ai tài giỏi rằng à ông này ông nói thế là tài nó không có gì tài giỏi ở đây cả. BVH thì sẽ có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 59 các anh chị. Nếu như cái vùng này mà bị gãy nhưng mà khả năng vùng này sẽ không gãy đâu. Nhìn có những cái yếu tố kỹ thuật như thế này là ít nhất là tuần tới thì mình kỳ vọng là BVH sẽ có một cái lực hồi ở đây và chúng ta lại kỳ kỳ vọng lại ở vùng 62, vùng 63 các anh chị mà đang cầm thì chú ý. MVKG ok, à, vùng 135 cướp ở đây rồi và tuần trước chúng đã dự báo cái xu hướng là MVKG sẽ chỉnh Uh, chỉnh vùng 1 ở đây là vùng 130 29.5 gì ở đây 130, nhưng vùng này gãy mất rồi thì nó sẽ đi xu hướng là nó sẽ đi về vùng 125. Vùng 125 mà gãy thì sẽ đi về đây, những khả năng là về vùng 120 thì nó sẽ hỗ trợ nó sẽ chắc chắn hơn. Chắc chắn hơn so với vùng 125, nhưng vùng 125 này thì sang tuần chúng ta sẽ đánh giá. Uh, ngoài những cái bản tin phân tích tuần các anh chị lưu ý như vậy, uh, chúng ta có thêm các cái điểm phân tích về mặt kỹ thuật rất là chi tiết các mã cổ phiếu Các anh chị lưu ý là như vậy Đó ờ, Nhấn mạnh thêm Những cái yếu tố về mặt kỹ thuật LIG FIT NOMNA là như thế TTF Nhiều 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 Khá là nhiều Đó thì tất cả những cái phân tích kỹ thuật Về các cái điểm com cổ phiếu Thì sẽ được uh, phân tích trực tuyến Đó sẽ được phân tích trực tuyến Chứ còn một tuần giao dịch Thì chúng ta chỉ nhìn ở trên một cái khung view uh, Gọi là khung view dài dài một tí anh chị nhé thì PNG đó là trong cái nhịp cũ thì chúng ta view một cái tầm kháng cự của nó ở vùng 105 nhưng nó không lên được và hiện tại thì nó đang tích lũy nền. Với cái điểm tích lũy nền như thế này thì nó đang ở một cái trạng thái gọi là trạng thái nghỉ ngơi, tích lũy thêm để lấy thêm năng lượng và quan điểm kỹ thuật thì PNG vẫn đang tích cực các anh chị nhá và cái target ở vùng 105 này hoàn toàn khả thi. Khả thi. Thậm chí là PNG có thể quay về test lại vùng 95. Nhưng khả năng vùng 95 thì theo Hùng nghĩ là nó sẽ không quay về đâu. Nó chỉ quay về khoảng quanh vùng 97, 97 năm ở đây thôi. Ok. Duy, uh, một cổ phiếu uh, gọi là gì? Bà già. Bà già mà lái máy bay. Bây giờ bà này là bà ấy lái gì gì đây rồi chứ không phải lái máy bay nữa rồi các anh chị. Đó, thì um, mà khi mà cổ phiếu ri nó cả một thời gian dài nó không đánh. Thì cũng có nói đến cái câu chuyện là ri là một cái mã cổ phiếu uh, blue chip rất là già cỗi. Uh, và nó không có một cái sóng sánh nào cả. Và đến cuối cùng thì đến năm 2000, nửa cuối của năm 2022, à, 21 của chúng ta. Uh, đúng ạ, thì mới bắt đầu có sóng. Uh, và bắt đầu phân tích một cái sóng lên từ vùng giá 50 ở đây. Uh, trung tuần khoảng từ ngày 21 tháng 7 các anh chị có thể xem lại những cái bản tin từ ngày 21 tháng 7 chúng ta nói đến gì, uh, xu hướng của Ri như thế nào thì đến bây giờ thì nó đang đang là tháng 9, tháng 10 rồi. Thì uh, đến tháng 10 của chúng ta thì uh, đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 75 trên 75 và hiện tại Ri đang có một cái yếu tố kỹ thuật ở đây cũng rất là đẹp các anh chị nhé và với cái tinh thần như vậy, với cái yếu tố kỹ thuật như vậy thì uh, sang tuần tới nếu như J không gãy vùng 74 thì chắc chắn cái target của J sẽ được nâng lên ở khoảng vùng 80. Và không loại trừ khả năng J nhịp này nó sẽ đánh lên mệnh một 100x. Đấy là câu chuyện rất bình thường bởi vì cổ phiếu này khi mà nó đã đánh như thế này các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây là trang kỹ thuật tuần của J thì cái việc mà J mở một cái trang kỹ thuật dài lên trên này lên target ở vùng 100x là là 100 là hoàn toàn bình thường các anh chị nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi uh, phân tích uh, nhóm ngành nhóm ngành xe lắp, Hùng sẽ để lại sau. Nhóm ngành xe lắp sẽ đi phân tích cùng với nhóm đầu tư công, cùng với nhóm đá và các cái mã cổ phiếu thế mạnh. Bởi vì uh, trong thời điểm hiện tại, thì Hùng nhận lấy thằng là nhóm ngành xe lắp đang rất là đẹp, đang rất là đẹp và chúng ta sẽ chuyển sang phân tích nhóm banh chứng khoán, uh, nhóm P và sẽ quay ngược lại nhóm xe lắp để chúng ta nhấn mạnh hơn cái câu chuyện đó thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào P trước uh, P thì đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu cơ bản đạt target và uh, trong cái tuần vừa vừa qua đó thì ông Lê chủ đạo khuyến nghị các cái anh chị em các cái tài khoản đang cầm P thì chủ đạo là canh để chốt lãi uh, vì sao lại như vậy? Vì uh, nhóm P cũng đã đạt được đến một cái cái trạng thái tương đối là tốt rồi và uh, khi chúng ta và thêm vào thời điểm đó đó là nhóm P thì nó lại có những cái tác động khá là liên quan đến cái thị trường chung Tức là khi mà thị trường chung nếu như tạo lập và đánh sọt Thì chắc chắn nhóm P sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn Bởi vì nó là một trong những cái mã ngành đại diện cho xu hướng của thị trường Khi nó kéo á, thì nó tạo hiệu ứng tích cực Nhưng khi thị trường tiêu cực thì nó cũng sẽ có những hiệu ứng rất là lớn Vì vậy nên là gì? An toàn là bạn mà tai nạn là thù đó Các bạn hãy nhớ cái câu nói như vậy thì để an toàn đó là chúng ta sẽ canh để chúng ta có thể hiện thực hóa một cái phần lợi nhuận Ở Sau một cái nhịp đánh tương đối là tốt của nhóm P Thì ngắn hạn đối với gát là đang nâng target của gát lên vùng 120 Một số anh chị hỏi có chốt không Thì dự báo thì trong tuần suy soát nó đi được 119 rồi Tí nữa thì lên đúng target 120 Và uh, sau đó thì nó đang có những cái phiên suy yếu Vậy thì sau những cái phiên suy yếu này thì các anh chị chú ý giúp Uh, mình ở vùng 110. ở uh, không gai 110 thì GAT có thể cầm nhưng mà gát mà mất 110 thì chúng ta chú ý, chúng ta nên bán bớt. Rồi, đối với PLX chúng ta có cảnh báo vùng kháng cự mạnh của PLX ở khoảng vùng 55.5 đến vùng 56 ở đây và trong tuần cũ thì nó đi suy soát đạt, trong tuần này thì cũng đang cố gắng uh, lấy lại cái vùng này nhưng mà nó không không lấy được và đây là những ba phiên mà uh, PLX đã bị uh, mất cái thế thế gọi là cái thế tăng đó, với cái xu hướng hiện tại như thế này thì PLX sẽ kiểm tra vùng 52.5 đến vùng 53 lưu ý ở vùng này vùng này mà gãy thì nó là một cái tín hiệu không tích cực à, còn nếu vùng này tích lũy ổn định được và lực cầu quay trở lại à, trên khoảng 3 đến 4 triệu cổ phiếu thì như vậy là PLX lại có cái cơ hội đó à, có cái cơ hội để có thể bật thoát lại à, đối với pet trong tuần vừa qua thì giao dịch đang tương đối là tích cực so với các mã cổ phiếu của nhóm p nó đang giao dịch tích cực khi mà cả tuần thì nó không bị gãy vùng bãi ở đây thì trên quan điểm kỹ thuật pet là điểm break các anh chị nhá điểm điểm mua của pet là điểm break ở vùng 25 đến vùng 27 cũng à, có phân tích ở đâu đây ở, ở trước đây có một cái nhịp bên này tức là có nói đến cái câu chuyện đây hình như là điểm này break nôm na ở đâu đây đây thì cái điểm mua break nó là một cái điểm mua mà chúng ta lưu ý đó là chúng ta thăm dò rất nhẹ nhàng và sau đó cổ phiếu đúng xu hướng thì chúng ta sẽ tiếp tục cân thêm hùng lên là ví dụ chẳng hạn như đối với thời điểm pet ở thời điểm hiện tại đây thì các anh chị có thể canh mua quanh vùng 30 mươi ba mươi ví dụ như vậy và sau khi chúng ta mua xong thì chúng ta sẽ cho phép là pet có thể chỉnh về khoảng vùng 28 đó thì chúng ta có thể canh mua tiếp ví dụ như vậy đó ra có thể canh mua tiếp ở đây và lực cầu nếu như lực cầu đánh bay vượt thoát trở lại và nó thoát lại được cái vùng 32 ở đây đó thì chúng ta có thể mở điểm mua hết ở cái điểm chết ở đây hoặc trong trường hợp chúng ta mua ở đây và sau đó cổ phiếu không test về dưới này Và cổ phiếu đánh vượt thoát vùng 32 luôn ở đây thì đấy cũng sẽ là một cái điểm mua chết gọi là mua cuối cùng của pet trong một cái kênh xu hướng và khi mà nó đã thoát được như vậy thì pet nó hoàn toàn nó có thể hướng lên vùng 36 4x đấy là câu chuyện rất bình thường chúng ta mua cao chúng ta bán cao đó chứ đôi lúc là các anh chị ham rẻ là cứ bắt đáy bắt đáy rồi cuối cùng là, là chả thấy đáy đâu, càng bắt càng thấy đáy Ở à, PVT trong thời điểm hiện tại thì cũng vận động khá giống với PET Nhưng mà cái mẫu hình của PVT thì nhìn chung là nó đang xấu hơn đối với mã cổ hiếu PET Khi mà nó vẫn ở cái vùng 25 ở đây này, nó vẫn khá là ì ạch, à. nói chung nó vẫn khá là ì ạch à. Khỏe thì lên được khoảng vùng 26, nói chung là nôm nay như vậy còn điểm mua của PVT thì hiện tại nhìn cũng không không happy lắm. PVS 2 tuần, 2 tuần PVS đang thực sự đi ngang ở quanh vùng 29 và chúng ta có phân tích một cái vùng hội tụ kỹ thuật kháng cự của PVS ở khoảng vùng 30 đến vùng 31 ở đây. đang tương đối là mạnh các anh chị nhé đó các anh chị có thể nhìn thấy đây khi gặp cái vùng kháng cự thì gần như cổ phiếu lừng khừng nó lừng khừng đi ngang thì đối với PVS mà đang cầm thì chúng ta chỉ cần lưu ý vùng 27.5 Nếu như vùng này mà không không phá Như vậy chúng ta tiếp tục cầm được à, PVD ngày hôm nay giao dịch cực kỳ tốt Như vậy là tín hiệu kỹ thuật của PVD rất là tốt Và gần như PVD cũng đang đi về gọi là cái nhịp cuối Cái target cuối chúng ta đặt ra ở đây Ở khoảng quanh vùng 27.5 đến khoảng vùng 28 ở đây Và các tài khoản mà đang cầm thì chỉ cần lưu ý đó là nếu như mà PVD mà nó không gãy vùng 26.5 chỉ lưu ý như vậy thôi không gãy 26.5 thì chúng ta cứ cầm có thể nhịp này PVD sẽ đánh lên vùng 3x đấy là câu chuyện rất bình thường nhưng nếu mà PVD bị mất cung à, mất cầu và bị mất vùng 26 26.5 ở đây thì chúng ta sẽ chốt tức là gọi là điểm chặn lãi các anh chị hiểu như vậy Uh, rồi, chúng ta sẽ phân tích ba cái con cổ phiếu nho nhỏ của nhóm ngành dầu khí. Oi, nhìn chung thì uh, vùng kháng cự của nó ở đây, 16. Ngắn hạn thì xu hướng là 14.5. Chúng ta sẽ kiểm tra lại tín hiệu kỹ thuật. BSR đạt target 24 trên 24. Đó. Và sau khi đạt target thì cổ phiếu đang có dấu hiệu chỉnh. Uh, đây là một nhịp chỉnh cung được gọi là thông thường nếu như mà cổ phiếu này không gãy vùng 22 còn đứt vùng 22 thì đấy gọi là chốt lãi rồi và vùng chặn lãi thì các anh chị có thể để ở vùng 22 nói chung khoảng tầm tầm đấy hợp lý POV kép đúng như dự báo thì sau khi mà đi về vùng kháng cự ở đây 12 7 13 thì cổ phiếu này sẽ quay lại tích lại nền ở vùng 11 đến vùng 12 nhìn chung về xu hướng của POV kép đường mát đang đang hơi xấu nên là xu hướng này thì nó sẽ quay lại để nó 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 kiểm tra lại cung cầu ở đây thôi cung cầu ở vùng 11 8 à 11 8 đến vùng 12 sau đó sẽ có thêm những cái phân tích định lượng tiếp theo ở PPC đó ok cho các anh chị đó đưa cho các anh chị một cái vùng target 13 đến 13.5 đẹp gọi là không còn gì hơn nữa đúng không ạ gần như nếu như gọi tạm gọi là tuyệt đối Đúng không? tạm gọi là tuyệt đối và từ target này thì cổ phiếu bắt đầu có dấu hiệu bị chốt chốt hạ đây này, này. đường MAC đang cắm này, dòng tiền cắm như thế này là cổ phiếu chỉ có chỉnh thôi. Thì ngắn hạn à, em này sẽ chỉnh về đâu? Dự kiến là phiên ngày thứ hai thì nó có thể lừng khừng ở quanh vùng 12 này, nó chưa rơi ngay được đâu, khả năng là như vậy. Nhưng vùng 12 này thì theo quan điểm kỹ thuật là khó đỡ rồi. Nó chốt như này thì khó đỡ rồi, nó sẽ khả năng rơi về 113. Gãy 113 thì nó chắc chắn là về vùng 10. VVB. Ở đây chúng ta còn nói đến vùng kháng cự 18 à, ngắn hạn thì bây giờ nó đang quay về test rồi. Nói chung nó cả nó test chung với cả nhóm P thôi. 17 đến 16.5 đến vùng 17 đây. Trong cái nhóm này các anh chị có một cái mã cổ phiếu PSH mà cũng tốn khá nhiều bút mực, bút giấy rồi. À, nhưng mà mọi người thì cũng đang đang hơi sốt ruột. Còn đối với con PSH này chúng ta nhìn chúng ta chúng ta nhìn ở đây này và chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta nhìn thấy có một cái sự tương đồng nhất định nào đó và đối với cổ phiếu này thì tuyệt đối là chúng ta không mua xanh đó nhiều anh chị đây chúng ta nhìn như thế này là chúng ta để hiểu hiểu được cái cái tầm 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 đó ví dụ mua đây là về đây sl hết này đó nhiều ông mua đây là về đây xả hết rồi chắc chắn là như vậy mua ở đây là về đây xả hết rồi nhưng uh, chúng ta phân tích một cái nền hỗ trợ kỹ thuật 16.5 đến vùng 17 đây tìm lại PSH để cho mọi người nhìn thấy rằng là ngày 13 tháng 1 30 tháng 9. À đây 30 tháng 9, xin lỗi cả nhà 30 tháng 9 mới là gần đây. Tức là gần đầu mùng 1 tháng 10, ngày 1 tháng 10 và hôm nay là 2 tháng 10. À, thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái vùng uh, khi đấy có phân tích uh, cái vùng PSH cổ phiếu này là ở à đây phân tích vn 30. Uh, có một cái nền 17-18 tích lý khá đẹp và chủ động thì uh, vào 300 vị thế break vùng 19.5 và test lại không gãy thì uh, chúng ta có thể vào thêm và sau đó thì ngày 4 tháng 10 tiếp tục uh, bắt lại ở vùng 16.5 đến 17 là vùng hỗ trợ ở uh, canh để mua dần tức là tăng tiếp tục tăng tức là sau cái điểm mua thứ nhất thì chúng ta tiếp tục uh, có những cái điểm mua thứ hai ở quanh cái vùng này và break nền 19.5 đến nền 20 là là gì ạ? Là 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 cổ phiếu xác nhận cái xu hướng tăng. Ờ, thì ngày hôm nay là đang có vùng 19.5 nhưng khả năng là lái nó không cho ăn dễ đâu. Đó, nó có thể nó kéo lên một nhát nữa rồi nó sẽ đạp ở đây này và một cái nhịp đạp này đấy chính là cái nhịp đạp mà chúng ta sẽ canh mua điểm mua thứ ba. Ví dụ như vậy thì đấy là cái cách mà chúng ta tiếp cận cổ phiếu, chúng ta cứ vội vàng cứ thấy xanh tím chúng ta đua là nó nhào cho một hai nhát là chúng ta bị áo hết. Rồi. Uh, đến nhóm banh và nhóm chứng khoán thì trong uh, nhẽ ra là bản tin này thì hùng dự kiến là hùng sẽ không view hai nhóm này bởi vì trên thực tế là view cũng chả để làm gì uh, khoảng uh, độ uh, bao nhiêu tuần thì các anh chị nếu như các anh chị mà thường xuyên xem các cái phân tích của hùng thì gần như khoảng tầm 4 năm tuần nhỉ chắc phải tầm tầm đó hùng đã bắt đầu nói đến cái câu chuyện là nhóm banh và nhóm chứng khoán nó đang bước vào một cái thời kỳ nó gọi là gì nhỉ suy yếu Uh, chủ đạo đi ngang tích lũy và đối với nhóm ngành chứng khoán thì nó cũng đã đi hết một nhịp rồi và uh, cái góc độ để chúng ta tiếp cận để chúng ta kiếm lời ở hai cái nhóm này cách đây khoảng ít nhất là khoảng tầm độ bốn uh, bản tin về trước các anh chị hùng yeah. không, không nhớ nhưng mà khả năng là như vậy uh, và đến thời điểm hiện tại thì vẫn nhìn như vậy nó không hề có một cái động lực nó không hề có một cái động lực uh, chính vậy nên là chúng ta sẽ đi view nhanh qua cái nhóm này bởi vì nó có những cái tác động uh, lên 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 thị trường nên là chúng ta cũng nên view qua để chúng ta uh, nắm được xem là cái trạng thái cổ phiếu hiện tại bây giờ nó đang như thế nào Việt Công Banh. Uh, nhìn chung Việt Công Banh như thế này là xấu rồi uh, vùng hỗ trợ 95 mà mất hỗ trợ 95 là xấu Bit nhìn chung thì gặp cái vùng kháng cự đây, 40, 40.5 ở đây là bị đạp lại, trong tuần thì gần như chủ đạo nó cũng đang đi ngang để tích nền. Ngắn hạn à, để tuần tới sẽ kiểm tra vùng 39, à, trụ được thì tốt mà không trụ được thì lại quay về nền ở đây, đó là 37.5, vùng 38. ACB nhìn chung thì cũng không có gì yếu tố đột biến cả, kháng cự của nó kỹ thuật đã phân tích rồi, ở vùng 32.9, vùng 33, hỗ trợ của nó ở vùng 31, nói chung là biên 33 đến biên 31 à, đang chạy vòng quanh ở đấy. Uh, công thương đúng không ạ? Sau một cái đến rất tích cực ở đây thì rạng uh, rãng hai tuần rất là mệt mỏi. Các anh chị có thể nhìn thấy cái sự mệt mỏi này không ạ? Quá mệt mỏi nếu như chúng ta đu vào những cái cổ phiếu trong những cái thời điểm như thế này, rất mệt mỏi. Và uh, và nhìn về tổng quan ở đây thì các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần mà ông đã đưa cái target của công thương lên khoảng vùng 42 và từ vùng 42 này thì chúng ta đang phân tích một cái sóng chỉnh Ờ, uh, tức là về bản chất đó các anh chị nào, Là nó không phải một rơi một phát từ 42 mà nó rơi tóm về đến vùng 25 đâu Đó nó không thể bao giờ nó không thể Nhưng trên cái đường đó là nó rơi này xong nó hồi này Rồi nó lại rơi này xong nó lại hồi này xong nó lại rơi này xong nó lại, này, xong nó lại hồi này đó, uh, Hồi xong lại rất có thể đó, uh, Đấy là ông dự báo thôi nhá Đúng sai thì thì đấy là chỉ là dự báo thôi nhá uh, Rất có thể là đấy đến nhịp này nó mới đạp đạp về vùng 25, ví dụ như vậy nhưng mà tất nhiên là nó sẽ không đạp về 25 trước, nó phải kiểm tra lại cái thằng gì ạ? Nó phải kiểm tra lại thằng 28 ở đây. Đó. Rồi cái thằng 28 này mà trụ được thì nó lại hồi lên ở đây rồi có thể nó lại võng ở bên này. Đó, nếu mà thằng 28 này mà thủng luôn thì thôi xong, ví dụ như thế. Đấy là cái cách vận hành của cổ phiếu. Và khi mà cả một cái nhóm ngành mà nó đi vào một cái mẫu vận hành như vậy thì chúng ta tránh xa. Đấy. quan điểm kỹ thuật cùng là như vậy. MEB cũng như vậy này, nó hoàn lên này. À, nó hoàn xuống này xong nó hoàn lên này nó hoàn xuống nó đi ngang này đó mà sau một cái giai đoạn đi ngang này mà không cẩn thận á đó, đó mà tạo lập nó chơi phiêu pháp thế này thì thôi xong đó và cái câu chuyện là nếu mà chúng ta nắm phải những cái mẫu hình này thì đấy là một cái cái điều đáng tiếc và uh, những cái mẫu hình này thì nó sẽ đào thải rất rất nhiều nhà đầu tư bung ra khỏi thị trường chứng khoán khẳng định luôn là như vậy đấy bởi vì mọi người không nắm được, mọi người không nắm được là đến cái thời điểm nào đấy là cái thời điểm nguy hiểm mà chúng ta cần phải nhảy ra, chúng ta không thể tham gia được nữa. Đó. Đằng này cứ bám trụ lại, làm cái gì cho nó mệt mỏi. Đúng không? Đối với MBB 27 đến biên 29. Đấy, nhiều anh chị cũng hỏi mua VBank mua được không? Cứ nhìn thấy nó tăng thế là thấy hứng hứng lên, nhưng đối với VBank này có vùng đây này, nhìn đây này, kháng cự 4x thì nó là cận kề rồi. <laughs> nó mua cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Mà cái rủi ro nguy hiểm rất là lớn. À, tín hiệu của VIBank kết tuần như này là hơi xấu rồi này. Sang tuần mà nó không lấy lại được 37.5 là nó sẽ tiếp tục rơi này, VIBank này. <laughs> Techcom TP. Techcombank nhìn nhìn chung đó, đội đầu lên 54 phát là bị đạp ngay ngắn hạn mà đạp nhẹ nhàng thì sẽ test lại vùng 51 vùng 51 này mà bị gãy thì lại rơi lại về đây thôi vùng 48 đây thôi đấy TP hiện tại uh, các anh chị nhớ lại uh, không phải nhớ lại mà xem lại các phân tích tuần cũ thì chúng ta có nói đến cái vùng 44 ở đây yếu tố kỹ thuật của vùng 44 ở đây có hay không một điểm break nền để kéo nền đi đi tiếp thì chúng ta bao giờ cũng như vậy cổ phiếu nó kéo xong nó sẽ quay lại nó test nền và đây là những cái điểm test nền tạm gọi là thất bại. Ngắn hạn thì tuần tới chúng ta sẽ quan sát ở khoảng vùng 42, nếu vùng 42 này mà vẫn không bị gãy thì ok vẫn còn cầm được đối với TP, còn nếu mà gãy vùng 42 thì như vậy là các anh chị có hàng thì chúng ta sẽ kính chào tạm biệt. Đó. Không mà cầm nữa là là mình sẽ mất hết lãi. Like. HD Bank cũng không có nhiều yếu tố đột biến, chạm kháng cự 26 đạp đổ và tuần tới nếu khỏe thì sẽ đi ở biên 24 năm đến khoảng biên 25 mà yếu thì nó sẽ quay về biên 24 mà thủng biên 24 này thì căng anh chị nha căng cực kỳ căng nó biên 24 này gần như là cái biên cuối cùng để xác nhận rằng là uh, là là, là, là h banh nó có nó có nó có có trụ được hay không đó thì nó cũng đang đi theo một cái mẫu hình các anh chị nhìn thấy đây đó nó vòng lên sau đó thì nó hoàn hoàn này thì thực ra về bản chất là cái đoạn này nó cong cong cái này thôi đó nó hồi lên thì sau một cái điểm hồi đó chắc chắn là nó sẽ quay lại này nó sẽ quay lại test vùng 24 ở đây ở trong trường hợp nếu 24 bị gãy thì nó sẽ rơi võng xuống đây rồi nó lại có một cái nhịp hồi lên đây đó nó đi như vậy rồi sau đó là nó, nó lại nó lại tòng phát nữa xuống cái này kiểu kiểu như vậy thì đây đây mẫu hình đây đó mẫu hình đây các anh chị có thể nhìn thấy tức là nó đang đi vào một cái xu hướng đao dài ở vì sao nó lại đi vào một xu hướng đao trend dài thì chúng ta cứ nhìn tổng thể đây này đó, nó đi như thế này mà nó tăng từ 10 lên đến tận 30 các anh chị. Đó. À, một cái kênh xu hướng kỹ thuật đó mà trong một cái đường đi này thì có phải là nó đi một ngày đâu, nó đi từ tháng 4. Tháng 4 của năm 2020 và đến tận tháng 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 tháng, tháng 9. Đó, tháng 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 8 tháng 9 của năm 2020 à, 20 đến năm 2021. Như vậy là nó đi một cái quãng đường rất là dài ở bên này, ở một sóng tăng thì nó cũng sẽ đi một quãng đường rất dài một sóng giảm ở bên này các anh chị cứ lưu ý là như vậy đó bởi vì trong uh, trên thị trường chứng khoán á, thì nó có một cái câu đó là lên nhanh thì sẽ xuống nhanh và lên chậm thì sẽ xuống chậm đó và vì nó lên rất chậm ở một cái triền bên kia thì bây giờ nó cũng xuống chậm chậm từ từ đó. nó cái bóc dần bóc dần bóc dần của chúng ta rồi STB, STB xem nào, STB cũng nhiều người quan tâm lắm nhưng mà bây giờ không biết như nào đây. Cũng không có nhiều yếu tố đột biến. Đây là hỗ trợ kỹ thuật thì chạm, đây lại chạm đổi đầu rồi. Đổi đầu 27 thì nó đang lừng khừng, nói chung là nó có thể đi ngang được quanh vùng 26 thì tốt. Gãy vùng 26 thì nó lại rơi về nền đây 23 24. SHB nhìn chung thì cũng không có nhiều yếu tố nhá 30 kháng cự đây rồi ngắn hạn thì có thể test về khoảng quanh vùng 27 nha, khoảng quanh vùng 27. sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 26. nhìn chung cũng không có nhiều các yếu tố đột biến đâu. Liên Việt bốt Bank rồi, à, sau khi mà nó chỉnh này, chạm kháng cự này, chỉnh thì khả năng xu hướng này thì nó sẽ quay về test lại vùng 20. mà thủng vùng 20 thì căng nó các anh chị nha, căng ấy, cực kỳ căng thủng vùng 20 thì rơi về đến tận vùng 16.5 mười 16 mười đây nôm nôm na nó sẽ rơi về đây đó, tức là nó cái sóng chỉnh này của em này nó khả năng nó cũng sẽ phải đi về đến đây này đi về đến tầm khoảng dự báo khoảng quanh tầm 15 15 16 ở đây thì mới mới banh mới bắt đầu tích lũy ổn định và bắt đầu mới đánh một sóng mới của banh này thì đó là chúng ta lại dồn tiền để chúng ta chơi banh đó nhưng bây giờ mà dồn tiền chơi banh là chết chết luôn đứt xác luôn BBB, bbb nhìn chung là cũng bị uh, chốt hạ rồi. Đó, gặp kháng cự ở đây. Kháng cự 22 ở đây, trong tuần thì có gặp lại kháng cự 22 và đây cũng đang là những cái phiên mà uh, BBB cũng đang bị chốt. Nói chung là dự báo khỏe thì ở vùng 20, còn yếu thì ở vùng 18.5, quay lại test nền ở đây. Uh, đối với nhóm ngành chứng khoán thì cũng như vậy, nhóm ngành chứng khoán thì cũng đã tính toán đến một cái câu chuyện đó là nó đã tăng quá tốt rồi. Uh, điển hình như chúng ta có thể nhìn thấy rằng cổ phiếu VCI đã tăng từ vùng 10 lên đến tận vùng 60 mươi. Uh, nôm na là chúng ta có 1 tỷ đầu tư vào VCI và đến thời điểm này chúng ta có 6 tỷ các anh chị trong vòng trong vòng chưa đầy một năm Ok chúng ta nhân 6 lần tài khoản và với một cái tỷ lệ tốt như vậy thì đến tại thời điểm này gần như nó 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 gọi là gọi là như một cái 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 ý mọi người hay nói gọi là tàn 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 tiệc à tiệc tàn hay là nói nôm na nó là như vậy thì uh, bữa tiệc mà nó còn lại những cái phần ở đây đó là những cái phần vơ vét lại được còn chút ít đó chứ theo quan điểm kỹ thuật cùng như vậy như vậy ví như vậy đúng hay sai thì cũng không biết được uh, nhưng mà khả năng sẽ là như vậy nó giống như nhóm banh ấy đó nhóm chứng khoán nó bây giờ nó mới khởi đầu của nhóm banh À, tại những cái thời điểm mà chúng ta phân tích những cái kháng cự rất mạnh của nhóm banh thì nhóm ngành chứng khoán bây giờ nó đang như vậy và nhóm banh thì nó đã đi qua được đi qua được những qua được những cái vùng kháng cự đó rồi thì nhóm ngành chứng khoán là bây giờ mới bắt đầu đến cái đoạn đi trên vùng kháng cự và sau cái đoạn đi trên vùng kháng cự rồi thì nó bắt đầu đến cái đoạn phân phối giảm và nó cứ phân phối giảm phân phối giảm từ 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 ví dụ như vậy thì VCI à, chúng ta có kháng cự 65 khả năng sẽ quay về hỗ trợ kỹ thuật 60 còn sâu sâu hơn ở đây khoảng vùng 55 SSI nhìn tín hiệu tuần như thế này là hỏng rồi đó nó rơi khỏi vùng 40 là hỏng rồi nó sẽ test lại ở vùng 38 gãy 38 thì sẽ về vùng 33 đến vùng 34 HCM đó HCM cũng có hỗ trợ 38 ở đây gãy vùng này thì nó sẽ bắt đầu quay về vùng 34 đó thì các anh chị có thể nhìn thấy đây này đó một cái mẫu hình nha nó lên này đó, nó lên không được nhé thì có thể về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này nó lại có một cái lực bật lên đây đó và nó sẽ hút một ít cái cái dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ nó thôi chứ còn tay to là họ họ, họ ra đây rồi này tất cả những tay to hoặc tất cả những cái tổ chức lớn và tất cả những cái dòng tiền thông minh tất cả những cái người thông thái và tất cả gọi là những cái người mà gọi là người 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 thắng là họ 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 đã họ đã nhìn thấy được cái binh tình rồi họ đã ra hàng chủ động ra hàng ở những cái vùng trên này rồi Chứ họ sẽ không để đến lúc cổ phiếu rơi thì họ mới ra đâu Đó và ở những cái bên này thì họ sẽ tìm những cái nhịp hồi kỹ thuật ngắn để họ bắt Và sau đó thì nhịp hồi T cộng xong Ví dụ uh, T3, T4, T5 hàng về và nó có lãi khoảng 5-7% là người ta đẩy Đó bởi vì những cái nhịp bên này thường thường chúng ta sẽ gọi là những cái nhịp vơ bèo vừa test Thì yeah, HCM ngắn hạn là như vậy các anh chị nhé SHS nhìn chung thì nó vẫn chưa thể đi qua được cái vùng kháng cự nhưng mà động lực của 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 SHS để mà bứt vùng kháng cự này trong thời điểm hiện tại khả năng cũng khó. Ngắn hạn thì sẽ quay về lại khoảng vùng 35 và vùng 35 này cũng là một vùng hỗ trợ rất kỹ thuật rất là quan trọng. MBS nhìn chung nó đang vận động ở vùng 31.5 đến khoảng vùng 35 ở đây thôi và nó đang đi theo hình xin uh, trong một cái biên ngắn. CTS cũng như vậy nó đi ở trong một cái biên mà theo quan điểm cùng đó là vùng 26 đến khoảng vùng 30 nó cứ đi vòng như thế này thôi chạm vùng 26 thì nó có thể có lực bật ngắn ở T cộng ở đây và chạm vùng 30 thì nó lại chỉnh lại chúng ta chỉ cần bám được như vậy thôi để chúng ta biết là à về đến đây rồi thôi không mua nữa hoặc à về đến đây có thể mua một tí đó đúng không kiếm một ít uh, cà phê trà dạo 26 lên 30 là được 4.000 cho được 3.000 đi 3 trên 26 đi 23 20... trên 26 Ok, được 11%, quá là thơm Trong nhịp ngắn ngắn này kiếm 5, 7, 8, 10% Quá là đẹp luôn, cần gì lớn đâu Đúng không ạ 5, 10% là cứ thế mà đẩy thôi Chứ còn tính làm cái gì cho nó mệt Uh, FTS thì hiện tại uh, nhìn chung thì nó vẫn đang tích cực hơn cả so với các mã ngành chứng khoán nhưng cái vùng ở đây nó là vùng 64 vùng 65 nó cũng là vùng kháng cự mạnh rồi các anh chị nhé không còn đấy nữa AAS sau khi nó chạm vùng kháng cự đây vùng 21 thì nó đang có những điểm test kỹ thuật lại ở quanh vùng 18 năm đến 18 7 ở đây trong trường hợp nếu như cổ phiếu này không gãy ở vùng này thực ra đây là đang là những phiên cạn cung này thì nó không gãy ở vùng này thì chúng ta có thể uh, chúng ta có thể uh, gọi là canh mua thêm đối với những cái vị thế mà tài khoản mà chúng ta đang nắm. Chứ còn lại uh, mua mới thì chúng ta không có khuyến nghị bởi vì nhóm ngành chứng khoán là không có chơi cả mấy tuần nay rồi và thậm chí là có thể tính tháng à. VND cũng như vậy đây nó đang đi theo một cái biên như này và theo về mặt lý thuyết về mặt phân phối ấy, thì nó có nhiều cách để phân phối hàng. Đó, một phát là một cách là nó đi thẳng luôn. Một cách khác là nó cứ đi vòng vo ở vùng kháng cự như vậy và sau khi nó phân phối hết hàng rồi và các cái dòng tiền nó rút ra hết rồi thì khi đó cổ phiếu nó mới rơi. Còn hiện tại là cổ phiếu chưa rơi bởi vì là tạo lập nó vẫn đang còn tiền, nó vẫn đang còn cổ phiếu và nó chưa ra hết thì bắt buộc nó phải kéo xả, kéo xả, kéo xả như vậy và nó tìm cách để nó 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 nôm na nó nói gọi là nôm na là lừa đi, nó thế cho nó vuông. Đó lừa những cái nhà đầu tư nào mà không có kinh nghiệm á, được cái nhảy vào xanh xanh ở đây ở đây năm năm nhảy vào mua tí này nó đạp cho một phát đó. Rồi về đến đoạn đoạn này là bắt đầu bán ra thì họ có thể họ lại gom lại một tí thì họ kéo lên đó. Nôm na là trong trong cái vùng như vậy cách vận động như vậy thôi. Ờ, BVS ở đây đó chỉ cho các anh chị đây vùng kháng cự 3536 đây rồi đúng không ạ rồi về đến đây chỉnh gãy 31.5 và và đặc biệt là gãy vùng 30.5 thì BVS sẽ bị rơi rất là mạnh bởi vì đây là mô hình vai đầu vai vai đầu vai đó, hình như thế hoặc là có thể tạm coi đây là mô hình hai đỉnh cũng là một cái mô hình siêu kinh điển ở trong phân tích kỹ thuật VX à, VX tuần này khá nhỉ trong khi cả làng đỏ thì uh, trong khi cả làng xanh thì nó đỏ và trong khi cả làng đỏ thì nó xanh uh, nhìn về mặt ý đồ của với như này là là khá là tốt sau một điểm đánh lên và nó không thủng vùng 10 20 à rồi không thủng vùng 20 lực cầu tương đối ổn uh, rồi không khuyến nghị mua đâu nhưng mà những anh chị nào mà đang cầm thì chúng ta chú ý ở vùng 20 22.5 2.5 22 khả năng sẽ sẽ bị đạp nói chung là hồi lên đấy và sẽ bị đạp lại rồi Ok Bây giờ thì chúng ta sẽ quay ngược uh, trở lại uh, đó là chúng ta sẽ nói đến những cái phân tích định hướng uh, của chúng ta uh, ở trên uh, ở trên nhóm Zalo nó ở trên nhóm Zalo khi mà chúng ta có những cái uh, phân tích tuần đúng không ạ À, khi mà chúng ta đây là à đây chúng ta tìm lại, tìm lại 1490. Ngày 15 tháng 10. 17 tháng 10, đây. À, thì uh, chúng ta nói đến uh, nói đến cái cái gì nhỉ? Không biết là cái đấy ở đâu rồi. Bất động sản Penny À, chúng ta nói đến những cái um, những cái định hướng trong cái thời điểm hiện tại đó là chúng ta sẽ tập trung dòng tiền của chúng ta để đánh những cái mã cổ phiếu nào thì uh, nhóm ngành xây lắp hiện tại chúng ta thấy đang rất là tốt nhìn chung là tốt và đã có phân tích uh, tương đối uh, tương đối nhiều các cái mã cổ phiếu mà có những cái dòng tiền tốt có những cái dòng tiền tốt ở trên nhóm uh, sau nhóm ngành xây lắp thì trong cái nhóm ngành xây lắp thì nó có hai phần đó là những cái mã ngành mà nó được hưởng lợi từ đầu tư công thì ví dụ những cái công ty xây lắp trực tiếp mà trúng các cái gói thầu trong cái gói đầu tư công đó, ví dụ cao tốc bắc nam ví dụ như vậy thì ví dụ như có cnco 4 C 4 G hoặc là có những cái đơn vị đặc thù nó liên quan đến uh, các cái hạ tầng kỹ thuật ví dụ như thằng Phecom, Fcn nó là chuyên là, là 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 gọi là chuyên 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 công trình ngầm đó thì đấy là những cái yếu tố kỹ thuật mà chúng ta uh, sẽ, uh, lưu tâm, uh, sẽ lưu tâm sẽ lưu tâm Uh, và một số các cái uh, công ty nó liên quan đến cái phần cung cấp vật liệu đầu vào ví dụ xi măng sắt thép đó đúng không xi măng sắt thép rồi đá đó thì bây giờ là chúng ta sẽ uh, đi phân tích một cái hệ các cái mã cổ phiếu mà nó có những cái uh, dư âm tích cực đó và nó liên quan đến xây lắp nó liên quan đến đầu tư công nó liên quan đến vật liệu Vân vân thì chúng ta sẽ đi nhóm cái nhóm đó lại thành một cái nhóm Và bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích trước các cái mã cổ phiếu xây lắp à, LDG đến thời điểm hiện tại nhìn chung là đánh trong nhịp vừa qua LDG đánh rất là tốt và bây giờ thì nó đã lên được đến cái vùng kháng cự đây ở Vùng 9 đến khoảng vùng 9.5 à, Chúng ta đang cầm LDG chúng ta chú ý đến cái vùng kháng cự này DG được uh, phân tích đánh giá uh, rất là sớm Uh, rất là sớm đối với DG Đâu đó khoảng từ vùng 25 đến vùng 27 đây Và chúng ta đưa cái target nhịp 1 lên 35 Và sau khi mà hoàn thành cái target nhịp 1 lên 35 rồi á, Thì chúng ta bắt đầu xây uh, dần xây dần Và đưa target của DG lên vùng 4X Và nếu như chúng ta search một cái từ khóa DG Thì các anh chị có thể nhìn thấy uh, Từ những cái vùng uh, phân tích có thể nói là rất là sớm rất là sớm chúng ta phân tích DG ít nhất là 16 tháng 7. Đó. 16 tháng 7. Và chúng ta phân tích lại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là tốt này, sau chia này, đó, 16 tháng 7 này, 28 tháng 7, 4 tháng 8, 5 tháng 8. Và bắt đầu uh, từ đây thì chúng ta bắt đầu phân tích một cái chen kỹ thuật và chính xác là từ vùng 23 đến vùng 23.3. Đó, chúng ta phân tích ở đây các anh chị này, vùng 23 đến vùng 23.3 ở đây Thế bắt đầu đây chúng ta bắt đầu phân tích một cái nhịp uh, trên kỹ thuật của DG và đến từ đó đến bây giờ đó, từ đó đến bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục xây có những mã cổ phiếu mà chúng ta phân tích ở trên nhóm có khi là cả năm các anh chị lưu ý như vậy có khi là cả năm DG đẹp quá rồi như thế này thì mỹ mãn là còn gì đúng anh chị sau khi mà đạt 40 rồi thì nó đang hướng về target 43 thoát 43 thì nó sẽ hướng lên 46 và thoát 46 thì nó sẽ hướng về vùng 50 và đối với phân tích định giá cơ bản thì DG đâu đó đang được uh, dự báo ở khoảng vùng 50 đến vùng 60, đó là target cho năm nay. Các anh chị lưu ý như vậy. Uh, tiếp theo là bộ ba mã cổ phiếu được uh, phân tích khuyến nghị đầu tư, đó là LCG thì đến thời điểm hiện tại là LCG đã chia và sau chia thì chúng ta cập nhật lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó 14 đến 14.5 và vùng kháng cự của nó ở vùng 17. Và sau một uh, đây chúng ta nhìn trên trạc tuần thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái cơ hội để lời bứt thoát vượt thoát vùng 17 và đối với trong team của ông lê thì bây giờ chỉ còn gọi là chờ thoát vùng 17 nữa thôi có chăng thì chỉ còn thoát vùng 17 nữa là mọi người gọi là vớt vát thêm một tí cổ phiếu nữa thôi còn bây giờ là nếu như những anh chị em mà đã dự kiến gom lcg thì gần như cũng đã gom tương đối rồi tiếp theo đó là TG nó nằm ở trong cái hệ sinh thái của cái thằng thằng này đó bộ ba mà thì con này chúng ta cũng đã phân tích gọi là vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật trung hạn tức là sau khi mà nó thoát vùng 14 ở đây thì lời ATG cũng đang có những cái uh, dấu hiệu kỹ thuật để có thể kỳ vọng để xây thêm được những cái target nó cao hơn trong vùng uh, trong tuần cũ chúng ta có nói đến vùng 16.5 đến vùng 7 nhìn chung thì nó đang khá là tốt ở trên cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này target thì sẽ nâng lên vùng 19 lấy giờ nó cũng nằm ở trong cái cái top này luôn nó và trong tuần vừa qua thì lấy giờ đã có một cái tuần phi gọi là phi mã và nó đạt cái xu hướng kỹ thuật của nó ở đây đó là nó đạt 15 trên 15 ngắn hạn thì lấy giờ nó sẽ test theo quan điểm như vậy nó không không chạy được băng băng như vậy đâu và nó test kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ tính toán ở đây này hình như vẽ mũi tên ở đây này, này. đâu đó khoảng 14.5 14.5 nếu test thành công tức là nó sẽ đi có những cái điểm biên test ở đây và chúng ta tiếp tục quan sát test thành công ở đây thì sẽ nâng target của em này lên vùng 19 đến khoảng vùng 20. Ba em này thì được khuyến nghị đầu tư song song với nhau. Cổ phiếu S99 cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư trong cái giai đoạn vừa qua. Và đến thời điểm này thì S99 cũng đang đưa cho chúng ta một cái trend kỹ thuật cực kỳ đẹp rồi. Ở ờ, phiên ngày hôm nay nó đã break được cái vùng 22 ở đây. Ờ, nhưng nó sẽ chưa chạy được ngay đâu, nó sẽ quay lại, nó sẽ còn quay lại một nhịp test nữa ở khoảng vùng 21. Và test ổn định thì chúng ta sẽ nâng cái target của em này lên khoảng vùng 25. Nhịp này mà nó nó đánh bung được cái vùng 25 26 ở đây này, nó đánh bung được cái vùng này thì đẹp lắm. Nếu như mà break được cái vùng này thì thôi. Nó cũng sẽ thành một siêu phẩm đó các anh chị. Nó sẽ thành siêu phẩm. Đó thì lên 3x là cái chắc rồi, nó không có cái gì phải bàn cãi nhưng mà chúng, bây giờ thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng một cái target đầu tiên. Một cái target đầu tiên của S99. C2 ở trong một cái góc độ kỹ thuật đánh dài, đó đúng không ạ? Và đánh dài như thế nào thì bây giờ chúng ta không nói lại nữa. Và chúng ta đang chờ đợi một cái tín hiệu kỹ thuật của nó ở đây đó là uh, đó là cái gì ạ? Đó là nó 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 break được cái vùng 20. Đó, đẹp đấy, cốc tay cầm đàng hoàng á, đó. Cái cốc ở đây này. Xong cái tay bé bé ở đây này, đó, cái tay bé bé, tay bé bé ở đây là ngon rồi. Và nó vượt thoát được vùng 20 thì bây giờ là chúng cũng chỉ ngồi thu tiền về tài khoản thôi, chứ cũng không phải làm gì nữa. Điểm gom thì chúng ta đã phân tích rồi, báo hết rồi. Ờ uh, trong uh, kỹ thuật ngắn hạn đã phân tích rồi, đúng không? Phân tích từ vùng 8 đến khoảng vùng 9 ở đây và chúng ta đang nói đến ở cái vùng kháng cự 12 nhưng mà theo quan điểm với thuật ở tuần trước thì mình có nói rồi khả năng tuần này um, nó sẽ đánh bung vùng 12 và nó sẽ thể có thể đi về lại được vùng 13 cộng 13 đến vùng 14 ở đây theo sẽ hướng về những cái target ở đây cùng với nhóm xe lắp rất là tốt <laughs> Uh, HBC uh, cũng có phân tích và hướng uh, đến một cái tầm nhìn trung hạn ở vùng giá 14 các anh chị có thể xem lại đây. Hoặc là vùng 14.5 đến khoảng vùng 15 ngắn hạn, ngắn hạn ở đây thì HBC tuần vừa qua nó đã đánh break lại. Đó nó đã đánh lại break lại được cái vùng 16.5 ở đây, tương đối đẹp và nhìn chung thì nó sẽ test, chắc chắn nó sẽ test. Nhịp này thì dự báo là HBC sẽ đánh lại được về vùng giá 18 đến khoảng vùng 18.5. Trên một trang kỹ thuật trung hạn thì đang kỳ vọng là break vùng 18.5 và khi nó break được cái vùng 18.5 vùng 2X ở đây thì như vậy là HBC cũng sẽ đi vào một cái trận đánh uh, tương đối lớn và tương đối dài đối với HBC. Ờ uh, DRH nó sau khi mà hoàn thành cái vùng target 22 trên 2 đây các anh chị. Đó, phân tích của cổ phiếu này cũng gần như khá là tuyệt đối. Thì nó rơi và đây chỉ là một cái nhịp theo quan điểm kỹ thuật đó là nhịp hồi với. Và nhịp hồi với này thì nó sẽ quay về đưa cổ phiếu này về lại cái vùng hạ độ cao về khoảng vùng 16. Quay 16 thì nó hợp lý. Hợp lý về mặt thế trận. Rồi trong nhóm này thì có thêm đạt phương DPG. Nhịp này đã bắt đầu quay trở lại bởi vì nó nắm quá. Uh, đạt phương DPG uh, nó nóng bởi vì nó cũng có một vài các cái yếu tố yếu tố kỹ thuật yếu tố cơ bản ngày 15 tháng 10 ngày 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 bao nhiêu đây nhỉ ngày 15 tháng 10 đây như thế chính là IDC tầm nhìn trung hạn IDC à đạt phương đạt phương người ngày 18 tháng 10 Ngày 18 tháng 10 sau khi mà chúng ta có phân tích lại một cái yếu tố kỹ thuật của Đạt Phương ngày 18 tháng 10 lúc đó cổ phiếu Đạt Phương đang có giá khoảng 65. Nó break lên và nó thoát lên ở đây và như vậy thì uh, lực đánh vẫn còn tốt và đối với Đạt Phương bây giờ cũng đang đang được phân tích định giá cơ bản rất là cao. Uh, kết hợp trên yếu tố kỹ thuật cơ bản uh, mà Hùng Lê có thì Hùng Lê mới bắt đầu khuyến nghị anh chị em bắt đầu từ ngày 18 tháng 10 bắt đầu lên xuồng đạt phương à, Và đến bây giờ thì đạt phương Sau những điểm test kỹ thuật tương đối đẹp Ở vùng 64.5 thì đang hướng về Cái vùng giá mục tiêu tiếp theo của chúng ta ở Đây đó là khoảng vùng 72.5 à, Và tiếp theo Sẽ là ở khoảng vùng 80 Và đạt phương thì đang được Định giá trên vùng 100, 100 Các anh chị nhé, trên vùng 100 đối với đạt phương Cơ bản như vậy Còn kỹ thuật thì cũng đang thấy là đánh đang rất là tốt à, Thêm một Mã cổ phiếu nữa Nam Long NLG ngày hôm nay thì cũng uh, phân tích buổi sáng thêm mà buổi chiều nó phi uh, phi kinh quá đây Nam Long uh, nlg cũng đang có một cái phân tích định giá cơ bản uh, nó cũng đang khá tốt uh, còn lại về tín hiệu kỹ thuật thì đây Hùng phân tích tín hiệu kỹ thuật thôi thì uh, thêm một cao thủ dự báo sẽ đánh tiếp lúc đó khoảng 11 giờ23 phút lúc đó là giá của nó đang cây Doji này đang đỏ đỏ ở đây này thì uh, tính toán một cái vùng test kỹ thuật của nó khoảng vùng 50 đến 51.5. Nó còn các cái tài khoản mà chúng ta cái hướng tiếp cận của cổ phiếu này nó cũng giống như đạt phương bởi vì bản chất là Nam Long nó cũng đã có một cái nhịp tăng rất tốt rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn một khúc thì chúng ta lại ăn cái khúc này, kệ thôi không sao cả. Thì uh, uh, khi mua thì chúng ta mua từ từ và ví dụ là ví dụ như thế này, tức là sau khi mua xong mà nó bay 53 cộng thì chúng ta sẽ tiếp tục cân nếu thủng 49 thì cảnh báo nguy hiểm nếu mất 48 thì chúng ta phải SL vị thế đó thì chúng ta sẽ nhìn đây thì cái lúc mà chúng ta phân tích đó là khi đó cổ phiếu này đang nằm ở vùng 52 thế mà cuối khiếp thật đấy nhỉ đây này cái cây di nó nằm xiên xiên ở đây tức là tại thời điểm phân tích buổi sáng là cổ phiếu này đang ở 52 đó thủng công thủng 53 thì cân thêm ví dụ như thế đấy là trong cái phương pháp phân tích kỹ thuật và trong cái phương pháp mà chúng ta tiếp cận vấn đề À, và trong ngắn hạn thì với lực đánh như thế này thì Nam Long chúng ta sẽ hướng cái target của Nam Long về đến khoảng vùng giá 60 đó là ngắn hạn. À, rồi thêm một mã cổ phiếu nữa à, trong cái nhóm này được phân tích đầu tư khuyến nghị đó là ICT. à, à ITC. Phải ITC nhỉ, đúng không? ITC. I ITC. Ờ, cổ phiếu ITC này cũng rất là hay ITC search ra. Ờ, đó là hình như là ngày mùng 5 tháng 10, ngày mùng 5 tháng 10 đây. Ờ, sau khi mà cổ phiếu này hoàn thành cái target phân tích trước đó, tức là trước đó cũng có phân tích một cái nhịp trước đó rồi. Đây này, ITC là đủ target này. Đây, ví dụ ngày mùng 5 tháng 10, ngày 23 tháng 9 này. Ngày 23 tháng 9 chúng ta đánh giá rằng ITC uh, ITC đã đạt 17 trên 17 và có thể chốt lại bớt hoặc là đu lên target ở vùng 18 đến khoảng vùng 19 và lực đánh như này thì hiện tại là à, cổ phiếu còn được đi nữa. Xong đến ngày 15 tháng 10 thì chúng ta tiếp tục bắt bắt lại ở vùng 15 đến 15.4 gom lại cái số đã chốt và các cái tài khoản mà giải ngân vị thế mới thì có thể là bắt đầu gom. Uh, gom vị thế tăng Uh, gom ở uh, um, gọi là bài là gom uh, gom ở uh, hỗ trợ và sẽ chốt ở vùng kháng cự. Đó thì uh, ngày ngày mùng 5 tháng 10. Thì tại thời điểm đó là khi đó thì chúng ta có nhìn nhận thấy rằng là nó đang có những cái điểm uh, sau khi mà nó bị chốt đó, thì cái điểm này này 15 đấy cái điểm này ngày 15 đây các anh chị. 15 đâu đó ở đâu đây thôi này mùng 5 tháng 10 đây này đây đây ngày mùng năm đây thì tại thời điểm đó là sau khi mà cổ phiếu này đạp xuống thì nhận diện thấy rằng là cái điểm test ở vùng 15 thành công và chính cái điểm mà nó ngóc đầu lên ở đây đấy là chính là cái điểm mà chúng ta sẽ gom ở gom xong thì cổ phiếu này tiếp tục hoàn thành vùng target mục tiêu 18 19 và đến thời điểm hiện tại thì nâng target của cổ phiếu này lên vùng 22 đó, lên vùng 22 này thì sẽ bị chốt đấy các anh chị nhờ, Về đến vùng này sẽ bị chốt. Nôm na là về đến vùng này là sẽ bị chốt đấy. Đây là cái vùng kháng cự rất là mạnh. Lưu ý như vậy. Trong nhóm này có phân tích khuyến nghị đầu tư thêm mã cổ phiếu AGG, AGG cũng đang đẹp. Đó, nhìn như vậy thôi, Đơn giản không các anh chị, mua cổ phiếu. Bây giờ là bắt đầu mới chạy tá hỏa để mua này. Rất nhiều các anh chị em là hoa để mua nhưng mà Hùng đã có những cái chuẩn bị uh, khá là sớm. Rất sớm. Ngày mùng 8 tháng 10. Ngày mùng 8 tháng 10 ở vùng 4243. Ngày mùng 8 tháng 10, ngày mùng 8. Đó, nôm na là ở đây Tức là chúng ta đã nhìn thấy được cái vùng 42 đến khoảng vùng 43 ở đây Đây là những cái vùng gom kỹ thuật rất là đẹp Trước khi mà nó nó nhảy cái nhịp này nhá Đó, trước khi nhảy nhịp này Thì khi đó thì cũng đã tính toán được một cái tọa độ của cổ phiếu Là cổ phiếu nó sẽ rơi về uh, Quay về test cung, chỉnh hình Ở vùng 42, 43 Đó 42, 43. Và cái cổ phiếu AGG này rất có duyên à, Tháng 4 Tháng 4 là cũng cũng bắt từ vùng 40, 40 mấy này ba mấy á, xong lên đến vùng 42 Sau đó là lên đến 55 Đó cái cổ phiếu này rất có duyên Thì bây giờ là nhìn thấy em 22 bắt Sáng ngày hôm nay khuyến nghị mua tiếp 9 giờ 46 phút khuyến nghị mua tiếp. đang break nền 46 đẹp, 9 giờ 46 mua tiếp mà mở điểm mua cuối cùng ở tại thời điểm đó đâu đó chúng ta sẽ mua ở khoảng vùng 46, 46, 5 gì đó, không không nhớ rõ lắm. Kết phiên thì lên 48 và nhịp này thì có thể kỳ vọng vào vùng 52 đến vùng 53 đó. thì cái câu chuyện là gì? À, cũng là một cái mã cổ phiếu AGG ấy, nhưng mà sẽ có rất nhiều nhà đầu tư thất bại ở đây. đó, rất nhiều nhà đầu tư thất bại ở đây và về đến đây là bán hết rồi và sau đó thì cổ phiếu nó lại tăng nó lại ngồi tiếc đó cái câu chuyện là như vậy nhưng mà với với cái góc nhìn cùng Lê hùng sẽ tìm ra được những cái thời điểm nào chúng ta sẽ phải cần phải xa rời cổ phiếu và trong cái nhóm thảo luận là nhóm hỏi đáp cổ phiếu thì các anh chị tất cả các cái câu hỏi đó ví dụ như nhóm thảo luận này có một cái nhóm này à, thì hùng hỗ trợ trực tuyến ở trong phiên tức là các anh chị đặt câu hỏi thôi đó đặt câu hỏi và Uh, tất cả những cái a còng uh, đây chúng ta tìm này đó ví dụ như vậy đó ví dụ tất cả uh, các cái câu hỏi của anh chị ví dụ như vậy uh, về hỏi về hpg đây ví dụ như vậy đây hpg như thế nào đó thì cũng sẽ trả lời ngay ví dụ uh, đó tất cả những cái không bung vùng 56 thì cứ ôm ví dụ như vậy đúng không đó uh, hút uh, hút có ra hàng không thì cũng sẽ bảo là không nhé không thủng 10 thì cứ ôm chết nó, Đấy, ví dụ như thế, rồi, ok chưa, à, BKG nhận định, dùng em BKG như thế nào thì BKG tốt rồi, dự là bật thôi, hỗ trợ mạnh kỹ thuật 9.5 đến vùng 10, Đó, thì nó ngang là như vậy, tức là gì, chúng ta à, có những cái hỏi đáp trực tuyến luôn, để chúng ta có những cái trao đổi một một trong những cái khoảng thời gian mà các anh chị cần có những cái tư vấn định hướng, đó và những cái thời điểm mà chúng ta bắt cổ phiếu nó phải là những cái thời điểm tối ưu nhất chứ còn bây giờ thì phân tích bản tin tuần thì mà bảo là mua agg thì nó còn gì nữa đâu đúng không ạ bây giờ chỉ có canh chốt thôi chứ còn mua cái gì nữa đấy rồi và cái nhóm ví dụ như là trong cái nhóm ngành đầu tư công các anh chị có thể ví dụ như là fcn chẳng hạn phê thì nó là một cái đơn vị nó chuyên độc quyền về gọi là các cái hạng mục hạ tầng về mặt kỹ thuật tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì phê nó đã chạy rồi nó chạy rất là xa rồi và nó đang tiệm cận về vùng target 18 ở đây và khả năng cao thì về đến vùng này là sẽ nhiều nhà đầu tư sẽ tiếp tục bị dính trưởng ở đây. Nhưng mà góc nhìn của Hùng thì Hùng đã nếu như trong tim thì Hùng sẽ luôn định hướng cho mọi người là về đến vùng 18 cộng là chúng ta dừng hình. Đó, quan điểm kỹ thuật là như vậy. Nhưng sẽ có rất nhiều nhà đầu tư sẽ bị. Các anh chị cứ cứ, cứ chú ý đến mà xem rồi khả năng những cái gì Hùng nói nó sẽ diễn ra trong tương lai thôi hoặc là Cenco bốn, Cenco 4 thì nó cũng C 4 G, nó cũng có một cái yếu tố về mặt kỹ thuật về đầu tư công. Ờ, nhưng mà trong ngắn hạn thì gần như Cenco 4 cũng đang có những cái vùng kháng cự mạnh ở đây, đang là những cái nhịp này thì nó cũng chỉ kéo lên được đến đây thôi. À, cái nhóm thứ hai liên quan đến đầu tư công đó là sắt thép và nhóm thép thì gần như là một cái nhóm mà cũng rất là gọi là gì nhỉ, truyền truyền thống đúng không, anh chị? Ta sẽ nói qua một tí. HPG nhìn chung thì nó đang có một cái lực chỉnh ở đây và nôm na là không bung 56 thì cứ thế cầm. Nam Kim đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu, nói chung là 55 đến 55 và dự kiến thì Nam Kim cũng sẽ có những cái lực những cái điểm test kỹ thuật của nó về khoảng vùng 52.5. Hoa Sen <laughs> Hoa Sen có mấy kháng cự ở đây này, 52 Uh, nhìn chung với tín hiệu hiện tại thì Hoa Sen cũng đang đi ngang uh, phân phối thôi và chú ý ở biên 48, nếu 48 mà hỏng thì nên cho bớt. TVN uh, TVN hiện tại lực cầu đang tương đối là tốt và tín hiệu tuần đánh như thế này thì cũng tương đối là ổn đấy. đấy. Nói chung là tuần tới thì các anh chị có thể quan sát ở vùng 19 19.5. TVN hoàn toàn có thể cân thêm Nhìn cái cách đánh như thế này Thì TVN nếu như đang cầm TVN Thì hoàn toàn có thể cân thêm Sang tuần tới nếu như thị trường chung ổn định Là TVN khả năng sẽ đánh tiếp Thép tiến lên thì hiện tại là đang có vùng kháng cự 24 ở đây Chúng ta chú ý VGS thì đang có vùng kháng cự ở đây Đó là vùng 42 đến khoảng vùng 45 Dự kiến thì nhịp này thì VGS cũng Đi về cái target này đã Còn sau đó Uh, nó có gọi là nó có bung được hay không thì chúng ta sẽ phân tích thêm nhưng mà ngắn hạn là chúng ta vẫn đang để như vậy. Pom thì nhìn chung là cũng gọi là tạm gọi tích cực, điểm mua thì không có khuyến nghị bởi vì mua như thế này nó khá là rủi ro, các tài khoản đang cầm thì lưu ý vùng 18. Không gãy 18 thì có thể đánh lên được khoảng vùng 20. Trong cái nhóm thép nó có mã cổ phiếu VIS là chúng ta chú ý ở góc độ gì? Đó là góc độ gom. Cổ phiếu này thì cũng đang tính gom và tính đánh dài chính vì vậy nên là không có gì phải vội cả đây có thể vùng 19 19.5 vùng 18 vùng 17 tức là chúng ta đang phục ở những cái mức giá ở đây để chúng ta có thể gom và sau khi cái cổ phiếu này nó chạy hoặc là như thế nào đó thì mình sẽ phân tích lý do vì sao mà chúng ta lại có thể ngắm một cái cổ phiếu nhìn nó không ra gì như thế này cả nhưng để mà có được một cái cổ phiếu mà đánh ở tầm trung hạn nó khó lắm các anh chị nhé chúng ta có những điểm gom rất là dài đó ví dụ DG hạn chúng ta miệt mài đó, miệt mài. Nhóm ngành xi măng thì chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu BCC. ở hiện tại thì xi măng cũng đang được điều chỉnh tăng, giá xi măng đang lên các anh chị ạ, giá xi măng đang lên. Và như vậy thì BCC ngắn hạn thì trong tuần vừa qua BCC đã giao dịch rất là tốt sau điểm break vùng 24 và nó đang hướng về vùng giá mục tiêu ở đây là 27.3 vượt thoát vùng 27.3 thì BCC sẽ hướng lên một cái target tiếp theo của nó đó là ở vùng Bách, BCC à, HT1 nhìn chung thì HT1 đang có một nhịp quay lại test trả lại cung và nó có điểm test thứ nhất ở vùng 24 điểm test thứ hai dự kiến có thể vụ về vùng 23 và đến kết tuần thì nó đang ở 24 cộng nhìn chung tích cực ngắn hạn thì chúng ta sẽ xây lên vùng 26 đến 26.5 của Hà Tiên 1 BTS nó cũng đang quay về chỉnh và điểm chỉnh thứ nhất mà chúng ta đang dự kiến nó là vùng 12 và đến kết tuần của nó là 12.1 như vậy là cũng khá sát với những cái dự báo của ông Lê đúng không ạ các anh chị đó 12 12.1 như vậy Ở nhìn chung thì lực cầu nó đang bị cụt này nó đang bị tụt này như vậy thì cổ phiếu này nó sẽ có xu hướng tích lũy nền thêm à, nhìn về thiên hướng về mặt kỹ thuật thì cổ phiếu này sẽ đánh về khoảng vùng 14 đấy là BTS OK, phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành đá thì đứng đầu bảng đá là chúng ta phải nói đến KSB, đó, bởi vì KSB cũng đã có một hành trình tương đối là tốt và sau hành trình tương đối là tốt đó thì KSB hiện tại là nó cũng đang vận động ở vùng kháng cự mạnh ở vùng 38, nôm na là như vậy. Vậy thì khi khi nó đặt ở trong một cái bối cảnh là OK nó tốt nhưng nó đang vận động ở trong một cái vùng kháng cự mạnh như vậy thì chúng ta phải làm gì? vừa đón đầu xu hướng đầu tư công ok nó có thể tốt đúng không đầu tư công có thể tốt nhưng đặt trong bối cảnh hiện tại là cổ phiếu đang vận động ở vùng kháng cự mạnh thì chúng ta phải đưa ra được một cái phương hướng phương hướng nếu như cổ phiếu bị phá vỡ các cái vùng kỹ thuật đó ví dụ đầu tiên đó là ở khoảng vùng giá 35 chẳng hạn ví dụ như vậy sau khi chúng ta mua xong và cổ phiếu bị rơi khỏi 35 à như vậy là chết cha rồi nó đang gặp nguy hiểm đúng không ạ đó, nó rơi xuống một phát vùng 32 nữa thì chúng ta sẽ bình tĩnh để chúng ta xem bởi vì cái vùng 32 này vẫn đang là một cái vùng gọi là vùng biên hỗ trợ về mặt kỹ thuật trung hạn của nó. Và khi nó và hỗ trợ kỹ thuật về mặt trung hạn thì cổ phiếu rơi về đó là chuyện bình thường bởi vì cổ phiếu này đang đi theo những trend trung hạn. <laughs> Các anh chị phải lưu ý như vậy. Đó, còn thủng vùng 32 thì thì thẻ hỏng thật. Thùng vùng 32 thì chịu rồi, tức là chịu thua, tức là chúng tư duy của chúng ta bị sai ngắn hạn thì KHB đang được hỗ trợ theo quan điểm kỹ thuật thì vùng 35-36. khả năng nó sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối là tốt của KHB. Xong đến DHA. DHA mỏ đá thì DHA thì không không đó, DHA phải nhìn như thế này. Thì trong cái tuần vừa rồi á, là chúng ta có phân tích một cái điểm test kỹ thuật của DHA ở vùng 50 và DHA có một cây nến doji tuần cực đẹp nói chung là như thế này là cực đẹp tức là vừa test xong lại vừa đóng ở trên cái vùng cây nến trước tuần trước đó thì nhìn chung DHA sẽ hướng về vùng giá mục tiêu 56 năm và khỏe hơn thì sẽ lên khoảng vùng 60 vùng 61 thằng NNC đang ở giai đoạn gọi là xây nền tích biên tích lũy rất nhiều anh chị sốt ruột nhé nhưng Hùng Lê thì Hùng cảm thấy không có sốt ruột cái gì cả đối với NNC Ok bạn có thể uh, nghỉ ngơi đó, Tích dưỡng cho nó đủ vào Ở vùng 28 sẽ cân Ví dụ như vậy trong trường hợp có đó, Rồi 28 cân Trong trường hợp nếu mà rơi về vùng 27 Đây cân tiếp Trong trường hợp rơi về vùng 25 cân tiếp Nói chung là như vậy Và cái khung view của NNC sẽ view dài Sẽ view dài chứ không không view ngắn Bởi vì uh, cái trạng thái kỹ thuật của NNC Khả năng đoạn này là cũng tương đối ổn định rồi rồi còn nhóm bất động sản khu công nghiệp nữa các anh chị nhé thì chúng ta sẽ view nốt cái nhóm này dòng tiền hiện tại cũng đang hướng về nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp và một cái mẫu hình rất đẹp đó là mã cổ phiếu IDC đã được team của chúng ta phân tích và rất nhiều anh chị em đang cầm nắm IDC cũng đang được định giá rất cao cái 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 giá định giá thì hùng không có công bố nhưng ông sẽ phân tích theo tuần và nếu thì ngắn hạn là chúng ta sẽ hướng về cột mốc vùng 65 đến khoảng vùng 66 ở đây. Nhìn chung thì phiên ngày hôm nay là lực cầu này tương đối tốt rồi đấy. Phiên ngày thứ hai nó thêm bung khoảng lực cầu khoảng 5 đến 6 triệu cổ phiếu nữa và một cây trần nữa thì nó cũng chỉ một hai cây nữa là nó đến cái vùng target chúng ta phân tích thôi. Cổ phiếu SSC cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm hiện tại thì cũng đã hoàn thành target tuần 60 đến 60. <laughs> Và sau khi mà nó đạt được cái target này xong thì xu hướng nó sẽ có những cái điểm chỉ giảm kỹ thuật ở đây. Và sau những cái điểm chỉ giảm kỹ thuật đó thì cũng sẽ tiếp tục đánh giá về mặt xu hướng của SSC nhưng nhìn chung là tốt. LHG cũng được phân tích và khuyến nghị cho các anh em ở chúng ta có thể canh gom ở quanh vùng 54 và biên sâu hơn thì có thể ở vùng 52 đến vùng 53 ở đây. Nói chung là nôm na ở những cái vùng này, đó là những cái vùng mà chúng ta phải gom. Mục tiêu thì LHG sẽ đánh lại vùng 58 đến khoảng vùng 60 ở trong nhịp này. Ở uh, IDV, IDV thì tầm nhìn của IDV các anh chị phải lưu ý đến tầm nhìn của nó đến khoảng năm 2022 chứ còn năm 2021 là là nó đang tích lũy. Và nhìn chung ở trên góc độ kỹ thuật thì IDV nó đang có những cái vùng tích lũy ở quanh vùng 60 61 rất đẹp và với những cái tài khoản mà uh, chúng ta đánh thong rong á, chúng ta có thể gom dần IDV hay đấy, cổ phiếu này cổ tức ổn định. Và năm 2022 thì rất có thể cái khu công nghiệp mới thì cũng không biết là hiện tại là không biết là không nắm được cái tiến độ của nó như thế nào. Và khi cái khu công nghiệp đó nó được đi vào hoạt động thì IDB nó sẽ không có giá 60 đâu các anh chị. Chắc chắn là như vậy, cam đoan với các anh chị là như vậy. ITA, uh, ITA thì định xếp vào nhóm PEN nhưng mà nhìn chung thì uh, nó thuộc uh, bất động sản khu công nghiệp nói chung vậy thì chúng ta cũng đưa vào khu công nghiệp cũng được. Thì uh, mục tiêu của ITA, đây là vùng mấy đây ạ? Đây là vùng 7.1. Nôm na các anh chị có thể xem lại những cái biên phân tích mà những ngày ITA đang ở vùng 7 đến vùng 7.2. Ok, và bây giờ thì nó đang hướng về cái vùng giá mục tiêu uh, 8.5. Vượt thoát được cái vùng 8.5 này không thì phải chờ. Nhưng mà nói chung nôm na nhịp này 8.5 đến khoảng vùng 9 là được. Trên đang kỹ thuật tuần thì nó vượt thoát được cái vùng uh, 9 thì rất đẹp tức là nó sẽ mở một cái trang kỹ thuật khá là dài ở đây đối với mã cổ phiếu ITA rồi và bây giờ thì mình sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu PEN penny gọi là một số cái mã cổ phiếu khá là chiến lược bây giờ bản tin của chúng ta thì sẽ không cần không không còn nhiều thời gian nữa nhưng mà mình sẽ liệt kê ra và các anh chị có thể note lại ví dụ mã cổ phiếu DLG TTF đấy là hai mã cổ phiếu của ngành gỗ uh, hiện tại là cũng đang được khuyến nghị đầu tư ở trong team và hiện tại đang đi rất là tốt uh, tiếp theo đấy là các cái mã cổ phiếu pen ví dụ vtv amd tni ksh cdo ftm hqc uh, tld pvl và hvg uh, vhg đó thì ví dụ như là chúng ta sẽ nói đến vhg Uh, sau khi mà cổ phiếu này nó trong phiên hai phiên hôm qua thì nó đã break được vùng 4.5 và hiện tại thì nó đang có hai cây uh, test kỹ thuật ở đây và trên góc độ kỹ thuật thì các anh chị uh, có thể uh, uh, nhìn như này tức là chúng ta hạn chế những cái tầm nhìn ngắn đó quan điểm như vậy và nó đang cái ở tuần này nó đang có một cây nến tuần là năm cộng là tương đối là tốt rồi các anh chị nhé và tuần tới nếu như nó xuất hiện được một cây nến tuần nó lấp lại ở vùng năm này ví dụ như vậy thì đấy là một cái tín hiệu cực kỳ tuyệt vời của VHG và sẽ chờ thêm cái tín hiệu của VHG lấp lại một cây nến tuần tức là sau khi nó break xong thì nó sẽ quay lại nó test và sẽ chờ một cây nến tuần này để chúng ta có thể khẳng định là khi mà cây nến tuần này xuất hiện thì VHG chúng ta sẽ hướng cái tầm nhìn của nó lên đến khoảng uh, vùng 6. Đó, sẽ hướng lên vùng 6. Rồi. <laughs> DLG thì uh, sau một cái nhịp tăng tốt và hiện tại thì uh, nó đang uh, đang bị hai cái sàn. Uh, có một số các cái thông tin nội bộ thì Hùng không tiện công bố lên đây nhưng mà nó có lý do, chứ không phải không có lý do mà nó có hai cái sàn. Còn nếu như chúng ta nhìn về thuần về kỹ thuật thì uh, lý do thuần về kỹ thuật đó là DLG đạt target tuần. Các anh chị lưu ý như vậy, DLG đạt target tuần 8 đến vùng 8.2 ở đây thì nó bị bị lực chốt, tức là hiểu về về nôm na nếu như chúng ta không có thông tin nội bộ thì chúng ta sẽ hiểu như vậy. Còn ngắn hạn thì chúng ta sẽ lấy vùng 6.5, tức là sang tuần tới với binh tình này thì như vậy là nó sẽ có thể nó sẽ có thể có những cái điểm mà xả về quanh vùng 6.5 thì chúng ta sẽ kiểm tra thêm. Uh, TTF đến thời điểm này thì cũng gần như nó cũng đã vượt thoát được uh, tương đối khá là tốt và tốt cái vùng uh, vùng mấy đã 8.75 nôm na như vậy và dự báo sang tuần tới thì TTF sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 8.75 và những cái vùng này sẽ là cái vùng mà có thể gom thêm tỷ trọng cổ phiếu bởi vì TTF là chúng ta phân tích một cái nhịp uh, một cái nhịp tương đối là dài rồi đó, ngày 14 tháng 10, ngày 11 tháng 10, ngày 7 tháng 10, uh, ngày 7 tháng 10, đây, ngày 7 tháng 10 chính thức là chúng ta bắt đầu uh, cân TTF ở vùng 7.55 đến 7.59, nói chung là 7.56, 7.6 đây, nói chung ở những cái vùng đó là ngày, bao nhiêu ngày 14, ngày 10, mấy tháng 10 đây, ngày 7 tháng 10 ngày mai tháng mười là bắt đầu lên xuồng để chiến đấu ttf rồi và đến thời điểm hiện tại thì gần như ttf cũng đã bắt đầu uh, hình thành một cái trang kỹ thuật tăng rất là tốt đó và được khuyến nghị đầu tư ở mã cổ phiếu vtv thì nó quá là quen thuộc rồi nói chung là cái con này uh, nó cũng uh, gọi là, là 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 view ở tầm trung hạn đó và đã gom rất là nhiều gom rất là nhiều ở các cái điểm đây những cái điểm chỉnh đây là gom Xong đợt vừa qua là đã bắt đầu gom lại ở vùng 7 đến vùng 7.2 Chờ đợi cổ phiếu này đánh vượt thoát vùng 9 Và vùng trời bình yên nó sẽ bắt đầu từ vùng 9 cộng à, Rồi rồi ví dụ như là cổ phiếu KSH chẳng hạn Đến thời điểm này cũng như vậy KSH thì đang có một cái mô hình siêu kinh điển ở đây à, mà Mô hình siêu kinh điển này mà nó vượt thoát được Cái vùng 5 cộng của chúng ta ở đây là cực kỳ đẹp à, Nhìn chung thì hơi tiếc nuối một tí Đó là nến tuần của KSH ở nhịp ở tuần vừa rồi không đóng được lên đến vùng 4.5 cộng Nhưng mà nó vượt thoát được vùng 4 tuần tuần tới mà nó có được một cây nến tuần ở khoảng như thế này Đó ở trên này thì rất là đẹp đối với KSH này CEDO cũng thế, CEDO cũng đã được khuyến nghị đầu tư CEDO cũng hay lắm, nhìn mô hình này là cũng hay rồi Và nến tuần của CEDO là đạt, ở trên vùng 4.2 cộng là đạt tuần tới mà có một cây nến mà nó lấp lại được nó 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 vượt thoát lên đến vùng năm thì thì thôi xong Thì thôi xong tức là CDO sẽ bắt đầu Trên vùng Nam Cộng thì CDO cũng sẽ là một cái vùng trời bình yên của nó ở trên này Hoặc là cổ phiếu FTM Đó, FTM cũng được khuyến nghị đầu tư các anh chị Toàn nhịp này toàn bắt PEN thôi à, Tại vì sao bởi vì uh, chúng ta tánh thị trường sập chúng chung PEN thì nó nhẹ nhàng Đó, FTM FTM Nhiều lắm Nhiều 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 những mã cổ phiếu hay lắm 12 tháng 10 FTM là phân tích nói hơi dài, đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây một cái phân tích gọi là hết nhìn đủ các góc cạnh, đó nhìn đủ là mẫu hình rồi nhìn đủ hình tượng của lái, rồi nhìn đủ cái góc độ tích lũy rồi uh, như vậy là quanh cái vùng kháng cự đây các anh chị có thể đấy này kết luận này và FTM là đáng đồng tiền bát gạo cho Penny hôm nay nói sâu như vậy đó bình thường chỉ nói một cái giá để cân đó là một cái phân tích rất là sâu về mặt kỹ thuật và rất nhiều anh chị em trưởng thành phải nói là như thế sau khi một thời gian nhà đầu tư xong rồi là đi làm một cơ hết thế mới tài vào tim hùng lê xong là đi làm một cơ hết và FTM chúng ta cũng sẽ nói đến ở đây đó đẹp rồi đẹp lắm rồi các anh chị ơi năm cộng rồi ờ, có thể nó sẽ test lại một tí tẹo vùng năm cộng ở đây thôi và sau đó thì nó sẽ bung như này và đây cũng sẽ là một cái vùng trời rất là đẹp Vân 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 vân, nhiều 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 nhiều. Đó, ví dụ K K ca... HD. Đó. HKHD cũng được khuyến nghị đầu tư rồi. Hay lắm, KHD cũng hay lắm, nhìn như thế này thôi nhưng mà cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy và nó có thể uh... tất nhiên cái khung view của ca của của em này thì chúng ta phải view rộng rộng ra một tí. Đó, chúng ta phải gom rộng rộng ra một tí và khả năng cao thì đây cũng sẽ là khởi nguyên của những cái con sóng rất là đẹp ok thôi chúng ta sẽ dừng phân tích ở đây rất rất nhiều các mã cổ phiếu đẹp sẽ được liên tục uh, phân tích cập nhật ở trên team zalo và anh chị em nào mà thấy rằng là chúng ta đã uh, có những cái 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 cái, cái uh, đồng về về quan điểm kỹ thuật thì các anh chị có thể uh, về với team của ông lê để chúng ta nhận thêm những cái phân tích đó Uh, còn những cái bản uh, những cái cổ phiếu nào mà chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở dưới dòng thời gian của bản tin các anh chị nhé đây uh, tất cả các cái comment của các anh chị thì Hùng lê đều dành thời gian để trả lời uh, mặc dù rất là bận và cũng uh, nói chung là cũng khá là vất vả các anh chị và cố gắng trong cái khoảng thời gian dự kiến khoảng tầm độ 10 đến 15 năm uh, làm về lĩnh vực chứng khoán Uh, thì chúng ta giúp nhau được cái gì thì chúng ta sẽ giúp nhau ở trong cái khoảng thời gian đó còn uh, ngoài khoảng thời gian đó thì chúng ta cũng sẽ không thể giúp nhau được nữa bởi vì là uh, thi đấu cái món ngành chứng khoán này nó rất là căng thẳng về thần kinh và khả năng là như vậy nên là hùng cũng sẽ tính toán là sẽ làm ở trong một khoảng thời gian nhất định nào đó chứ không phải là làm đến trọn đời đó và trong cái khoảng thời gian mà chúng ta làm thì chúng ta đã làm hết sức và làm hết mình cống hiến đó còn khi nào mà chúng ta giải nghệ, chúng ta nghỉ là chúng ta không nói đến chứng khoán nữa. Ok. Thì đối với chỉ số VN30, ở đây hiện tại như vậy là chỉ số VN30 trong cái phiên uh, kết tuần ngày thứ sáu của chúng ta thì nó đang có một cái dấu hiệu tương đối là xấu. Uh, sau khi mà nó test lại cái vùng mà uh, biên dự kiến test tuần ở đây ở vùng 1490 như vậy là khả năng cao thì cái biên này nó hơi khó giữ các anh chị nhé Nhìn tín hiệu như này thì VN30 khả năng sẽ khó giữ ở biên này và nó sẽ quay về vùng 1485 để nó kiểm tra trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, theo dự báo là như vậy và sâu hơn thì có thể là 1475 đến vùng 1470 đối với chỉ số VN30. mươi đối với chỉ số VN30F1M thì nó cũng đã quay về test cái vùng trước đây nó là kháng cự tuần thì bây giờ nó trở thành hỗ trợ tuần ở vùng 1490. Trong một phiên, hai phiên, ba phiên, bốn lần. Đó, gọi là bốn lần test đi, bốn lần test đó thì uh, bây giờ ngắn hạn thì cũng uh, các yếu tố kỹ thuật của uh, chỉ số phái sinh thì ngắn hạn đó. là nhìn chung thì phái sinh nó sẽ đi về lại điểm thứ nhất đó là 1485. À uh, khả năng sau cái điểm long này thì nó sẽ quay về 1485 nhưng vùng 1485 thì hùng đánh giá khả năng là cũng không chắc chắn lắm và chúng ta sẽ tính ở vùng 1480. Uh, trong trường hợp 1480 mà nó bị thủng thì sẽ tính toán đến vùng 1470 đó là hai cái ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn nhất trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba và sau đó sẽ có thêm các phân tích định lượng tiếp theo nhìn về xu hướng của index thì chúng ta nhìn thấy rằng cái vùng bốn 14... 1400 đến 1402 vẫn là cái vùng kháng cự rất mạnh của thị trường nhìn chung là như vậy bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại là nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán nó không có không có tăng được nhưng trong lòng thị trường thì rất nhiều các mã cổ phiếu tốt và phải nói là tài sản ròng trong tuần vừa qua nếu như các anh chị mà chịu khó xem các bản tin ngủ lên và mua chọn đúng những cái mã cổ phiếu uh, gọi là kể cả từ penny đến những mã cổ phiếu cơ bản thì uh, tài sản nào của chúng ta trong tuần vừa qua đã tăng rất là tốt uh, nhưng điểm nhìn chung điểm số thì nó sẽ không tăng nhiều uh, và một cái điểm tích cực đó là uh, tạo lập vẫn giữ được các cái mốc hỗ trợ về mặt kỹ thuật chứ mà nếu như mà tạo lập mà phá các cái mốc hỗ trợ kỹ thuật thì trong tuần vừa qua sẽ khá là khó đánh ở uh, vùng 1390 nó quay lại test ở đây và sau khi thủng 1390 thì đương nhiên nó sẽ test lại vùng 1380, đó là những cái phân tích dự báo trong bản tin tuần cũ. ở uh, trong góc độ kỹ thuật ngắn hạn, trong góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì nó sẽ quay lại vùng 1385 lần thứ hai và khả năng thì sẽ là quay lại vùng 139 1380, xu hướng là như vậy. Uh, xu hướng tuần là như vậy và nếu sâu hơn vùng 1380 mà nó bị phá thì nó sẽ quay về khoảng vùng 1370, đấy là những cái biên ở hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn trong cái tuần giao dịch mới ở phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba và sẽ có thêm các cái cập nhật tiếp theo còn đối với kháng cự tuần thì chúng ta vẫn lấy kháng cự tuần cũ đó là index ở khoảng vùng 14 1400 đến khoảng vùng 1405 điểm đối với chỉ số phái sinh và VN30 chúng ta sẽ lấy ở vùng 1510 đến à đúng không các anh chị nhỉ kiểm tra lại không nói sai mọi người lại mắng cho ờ đúng rồi một một nghìn năm trăm mười đến một nghìn năm trăm hai mươi điểm đó là cái vùng kháng cự rất mạnh của phái sinh và chỉ số vn ba mươi à, ok bản tin tuần này đến là hết và hùng lê xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư trong các cái bản điểm tin tiếp theo và Hùng lê cũng nhờ à, cái này thì nhờ thôi nhờ các anh chị em đó mười một nghìn mười gần 11.000 anh chị em đã xem bản tin tuần video số 177 thì uh, có khoảng 10.000 cái cánh tay và các anh chị có thể uh, share những cái bản tin tuần cùng lê đến với những những người đang đầu tư chứng khoán, người thân, bạn bè, gia đình vân vân để uh, cũng là một cái kênh thông tin uh, cho họ tham khảo trước khi mà họ có, có những quyết định đầu tư với một cái mong muốn đó là uh, chúng ta sẽ cùng đồng hành trên cái chặng đường đầu tư chứng khoán và chúng ta sẽ cùng uh, tìm kiếm lợi nhuận đó và cùng cố gắng để chiến thắng thị trường thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại